Vâng, alo 124, 124. À, xin chào các anh chị. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chương mới. Đấy, chương mới thì trong tuần trước thì chúng ta có nói đến chương giới thiệu về phân loại các loại máy tính đúng không ạ? Giới thiệu về các loại máy tính. Cái thành phần bên trong máy tính cũng như bên ngoài. Máy tính thì có những cái thành phần gì, nhập xuất như thế nào. Đấy, chung là tổng quan về cái máy tính. Thì tiếp theo ta nói đến cái hiệu năng, đo cái hiệu năng của máy tính, với những công thức đơn giản để tính cái hiệu năng của máy tính. Rồi nay ta qua cái chương tiếp theo, nó về cái kiến trúc bộ lệnh. Kiến trúc bộ lệnh. Thì mục tiêu của cái chương này là nói gì? Nhất là nó hiểu cách, ta hiểu cách biểu diễn và cách thực thi các lệnh trong máy tính. Đấy, biểu diễn thực thi cái cách biểu diễn và thực thi các lệnh trong máy tính. Ta biết cái hiểu được cái phần nào, cái hiểu được cái cách chuyển đổi cái lệnh từ ngôn ngữ cấp cao sang assembly và mã máy. Đấy, các bạn là các anh chị lập trình trên C chẳng hạn. Là như anh chị viết code ở ngôn lập trình cấp cao thì nó sẽ được chuyển đổi sang cái mã assembly và mã máy như thế nào để cho máy tính thực thi như thế nào. Thứ ba là chuyển cái đổi mã máy sang ngữ cấp cao hơn, ngược lại ha, ngược lại. Đấy, là ngược lại, chuyển đổi cái mã máy sang ngữ cấp cao hơn. Tôi là biết cách lập trình bằng ngữ assembly cho những nếp này, ta tìm hiểu sơ thôi, nói cái cách cơ bản về lập trình assembly trên trên nếp thôi. Đấy. Phần nào hiểu được trên cái chỉ thị ở của assembly. Đấy. Chứ chúng ta không có đi sâu vào cái lập trình bằng cái assembly. Nói chung thì để ra lệnh cho máy tính đó, thì các anh chị phải nói chuyện với nó bằng bằng máy tính, bằng cái ngôn ngữ của nó, ngôn ngữ máy tính. Thì cái này cũng 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 dễ hiểu không ạ? Thì chúng ta muốn nói chuyện với người nước Anh thì lên trong tiếng Anh, người Pháp thì dùng tiếng Pháp, người Trung Quốc thì dùng tiếng Trung Quốc. Thì chúng ta nói chuyện với máy tính thì chúng ta phải dùng cái ngôn ngữ của máy tính. Thì các ngôn ngữ, các từ của ngôn ngữ máy tính gọi là các cái chỉ thị, các chỉ thị nhá, các chỉ thị instruction. Đấy, chỉ thị. Đấy. Thì chương trình là sẽ tập hợp được các lệnh hay chỉ thị nè. Đấy. Thì tập hợp tất cả các cái từ mà máy tính có thể hiểu á, gọi là cái bộ lệnh instruction set đó. Đấy. Giống như có các từ, chúng ta tập hợp các cái từ cũng từ tiếng Việt không ạ? Chúng ta có tập hợp tất cả các từ trong tiếng Việt thành một bộ từ điển tiếng Việt hoàn chỉnh. Như vậy thì gọi cái tập bộ từ tiếng Việt. Đấy, tương tự như vậy ha. Đấy, chúng ta có các từ trong cái máy tính là gọi là các lệnh. Đấy, tập hợp tất cả các lệnh mà máy tính có thể hiểu được. Chữ nhỏ quá rồi, lấy này có gì buồn buồn, cái nằm đọc lại cũng được. Gọi là các cái bộ lệnh ha, instruction set. Anh cái cuốn học lập trình C của anh nó tới sắp vậy nè. Các anh chị có thể tắt mic để có thể là nó các anh chị khác có thể nghe dễ dàng hơn ạ. Rồi, vậy đó cái set ha, là cái tập tất cả các cái từ bộ lệnh ha, bộ lệnh gọi là bộ lệnh. Thì chúng ta sẽ học cái bộ lệnh của gọi là bộ lệnh MIP, gọi là MIP, hay bộ lệnh MIP. Thì bộ lệnh này được thiết kế lâu đời rồi, năm 1980. Đấy. Thì cái bộ lệnh này được chủ yếu dùng trong nghiên cứu thôi,
nghiên cứu thôi. Về cái commercial, về thương mại thì nó không có sử dụng nhiều. Đấy. Chúng ta dùng cho nghiên cứu về khoa, nghiên cứu này nọ thôi. Đấy. Vì nó đơn giản, cái cách làm việc nó đơn giản, người ta dễ tìm hiểu, dễ học. Đấy. Thì cũng có những cái máy sử dụng bộ lệnh này, thực tế cũng có những máy này, nhưng mà chủ yếu nói chung thì vẫn chỉ dừng ở mức nghiên cứu này nọ thôi. Đấy. Thì ngày nay thì cái bộ lệnh thông dụng nhất á, hai bộ lệnh thông dụng nhất á, là cái nhất là cái anh Intel x86, x86. Đấy. Cái này dùng hầu hết các cái máy 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 tính các anh chị dùng á, trên bàn máy tính này nọ này, là dùng cái Intel x86 này, cái bộ lệnh này Intel x86. Thì ngoài ra với sự ra đời của phát triển của cái smartphone này nọ, điện thoại thông minh nọ, các thiết bị di động này nọ, thì cái bộ lệnh ARM, ARM này, đấy, ARM này thì nó cũng rất phổ biến nha, đối với các cái thiết bị di động này nọ, thì cũng rất phổ biến. Thì cái ARM này thì nó sẽ rất rất gần giống với cái MIPS ta học, chúng ta học, ta sẽ học. Thì hiện nay thì hai cái này là phổ biến ha. ARM thì họ di động, trên thường trên di động, chút trên di động. Và ngày nay thì và cái hầu hết thì các cái thiết bị di động anh chị sử dụng thì đều nó sẽ có cái dạng tùy biến của ARM, hoặc sử dụng ARM, hoặc là dạng sản xuất từ 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 cái bộ lệnh ARM này. Đấy. ARM này. Được không ạ? Rồi, nói chung là nói cơ bản về các phép tính. Đầu tiên là bộ lệnh thì cái đơn giản nhất là đi thực hiện các phép tính đó ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách biểu diễn cái phép tính như nào. Thì phép tính, đấy, phép tính. Thì phép tính như này. Để thực hiện A, giả thử muốn thực hiện tính toán là A bằng, mà biểu diễn các phép tính là A bằng B cộng C. A bằng B cộng C. Đấy. Thì nó biểu như thế này, thì cộng thì nó dùng cái tên là add á, add này a b c này, a b c này. Thì cái chỉ thị nè, add a b c này thì nó sẽ thực hiện là lấy a cộng b này, và nó gắn kết quả, lấy b cộng c chứ, gắn kết quả vào a, vào a này. Này. Thì cái cú pháp của cái là một cái lệnh có nhất là phép tính, cái phép tính không ạ? Cái tác vụ anh chị muốn thực thi, đây, add sub gì đó, add là cộng ha, sub là trừ gì đó, vâng. Đấy, trừ gì đó, và sau đó là cái toán hạng, toán hạng. Trong trường hợp này thì cái toán hạng có một thằng là A, và hai toán hạng nguồn là B và C. Đấy. Thằng đích là toán hạng nó sẽ nhận kết quả. Hạng nguồn là toán hạng mà nó sẽ thực thi cái phép tính trên cái toán hạng đó, đúng không ạ? Thì cái add ABC thì nó sẽ cộng A cộng B, lưu kết quả vào, lấy B cộng C chứ, lưu kết quả vào A, B cộng C lưu kết quả vào A này, đúng không ạ? Thì thay vì anh chị viết A bằng B cộng C thì chúng ta sẽ viết như này, như này để sẽ viết như này ha. Chỉ là cái đổi ta sẽ cái cách viết nó hơi khác với cách chúng ta viết thôi, wow. Xíu thôi, nhưng mà cái ý nghĩa vẫn vậy thôi, wow. A cộng B lưu, B cộng C lưu vào A, wow. Thì ghi là A, A, B, C. Thì như vậy thì ở ngôn ngữ cấp cao thì ở đây A bằng B cộng C là cái ngôn ngữ tôi biểu diễn là cấp cao không ạ? Cấp cao, bằng B, C. Thì giả sử có là A bằng B cộng C, D bằng A chữ E. Đây là cái biểu thức của cái biểu diễn mà ở cấp cao. Đấy. Thì dưới MIP á, assembly á, MIP á, thì nó biểu diễn như này. A bằng B cộng C, như vậy thì nó viết sẽ là add A B C. Đúng không ạ? Đó là câu lệnh này. Cái này. Đúng không ạ? D bằng A chữ E.
D bằng A trừ E. D bằng A trừ E thì sẽ viết là dấu trừ, đây là sub, con hạng là dấu trừ, như vậy là sub D A E, sub D A E. À, đúng không ạ? Thì anh chị hình dung chỉ có cách nó ghi nó hơi khác xíu thôi, đúng không ạ? À, cách nó ghi khác xíu rồi. À, lấy là A trừ cho E, nó lưu kết quả vào vào D. À, trên này thì là A B cộng cho C và lưu kết quả là vào A. Đấy. Đấy. Đúng không ạ? Rồi bây giờ giả sử là cái biểu thức nó hơi phức tạp hơn xíu, đúng không ạ? F bằng G cộng H trừ cho y cộng g, hoặc y cộng g. Đấy. Thì biểu diễn cái phép tính là như thế nào? Đấy, biểu diễn phép tính là nào? Đấy. Thì cái phép tính đó, trong biểu diễn bằng cái ngôn ngữ của assembly á, của hệ cục sin của MIP thì nó chỉ biểu diễn cái một cái toán, một cái phép tính gì có ba toán hàng thôi, tối đa ba toán hàng thôi. Này có nhiều toán hàng quá, thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Thì đầu tiên là để thực hiện cái công thức này, biểu thức này thì ta sẽ tính toán là g cộng h, g cộng h sau đó thì thực hiện tính toán là y cộng g, đấy, được kết quả gì đó, được kết quả gì có gọi là giả sử là t không nha, t không, g cộng h thì gọi là t không, đặt cái lưu kết quả vào t không, y cộng g thì ta giả sử ta lưu vào kết quả vào t một nha, t một nha. Vậy sao có g cộng h có kết quả của y cộng g rồi thì ta lấy là t0 này trừ t1 thì sẽ ra kết quả của f. Rồi. Như vậy thì cái với biểu thức này nó nhiều to nhiều cái toán hạng như này thì ta chia nhỏ ra, chia nhỏ ra. Đấy. Cụ thể trong trường hợp này ta chia nhỏ ra thành ba cái lệnh, ba cái lệnh. Đấy. Đầu tiên là g cộng h ta lưu vào giả sử một cái biến đó đặt là t0. À, một cái nhãn là tên là t0, t0. Như vậy thì đầu tiên là ta sẽ là at t0 gh, at t0 gh. Như vậy ta lấy g cộng h lưu vào t0, đúng không ạ? Tiếp theo là tính tổng là yg, y cộng g lưu vào cho số t1, t1, t1 là cái biến là ta chọn đó, đúng không ạ? Như vậy thì đầu tiên ta tiếp theo là đó là add t1 eg, add t1 eg, nó thực hiện y cộng g lưu vào t1, đúng không ạ? Như vậy thì sau cái hai cái chỉ thị này thì chúng ta sẽ có là t0 và t1, t0 lưu tổng g cộng h, t1 lưu tổng y cộng g. Đấy. Như vậy thì f thì chúng ta để tính f thì ta sẽ lấy là t0 trừ cho t1. Đấy. Thì trừ đây là sub thôi mà, nó gọi là sub. Đấy, sub. F là cái kết quả, cái biến kết quả hoặc cái biến lưu kết quả, thì chúng ta gà F t0 t1, t0 t1, nó sẽ hiện là t0 trừ t1 lưu ra vào F. Như vậy với những cái lệnh phức tạp như ta hàng này, ta sẽ chia nhỏ ra thành những cái lệnh lệnh nhỏ như này, chia nhỏ thành những cái lệnh con. Đấy. Cái lệnh ta có tối đa là ba cái tham số thôi, ba tham số thôi, đúng không ạ? Mình chỉ viết, nếu viết không thường thì ta có là sẽ là t0 sẽ bằng g cộng h, không ạ? T1 sẽ bằng là y cộng g. Đấy. F sẽ bằng là t0 trừ t1. Đấy. Đấy. Thì thay vì một cái biểu thức nó rồi là phức tạp như này thì ta sẽ chia nhỏ thành những thứ đơn giản hơn, ba thứ con đơn giản hơn, và với biểu thức này ta sẽ chuyển thành cái lệnh MIP. Đấy. Lệnh MIP, đúng không ạ? Thì đây là cái một số lệnh trên MIP á, lệnh trên MIP. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một cái vài cái lệnh á. Chúng ta tìm hiểu xong cái lệnh add á, mà add này. Đấy, add này thì nó sẽ nhận vào ba tham số này. X1, X2, X3.
thì nó sẽ thực hiện là x2 cộng x3 lưu vào x1. Tương tự sub cũng vậy, sub cũng có 3 tham số. Đấy, sub dùng tham số. Lấy x2 trừ x3 lưu vào x1. Chúng ta có add là add y, add là add y là lệnh add, lệnh cộng, cái phép toán cộng nhưng mà cộng với hằng số, thay vì cộng với một cái biến thì này cộng với hằng số. Thì đấy là x2 cộng cho 20, cộng cho 20 lưu vào x1. Thì cái lệnh mà thấy anh xem cái đây cái lệnh ha, và đây là ý nghĩa tương ứng nè, ý nghĩa tương ứng nè. Người ta ghi add x1 x2 x3 thì có nghĩa là x1 sẽ bằng x2 cộng x3. Tương ứng với cái ý nghĩa như này, đúng không ạ? Y y là nó là hằng số ha, nó một cái tham số nó là hằng số. Thì nó gọi là y x1 x2 20, có nghĩa là x1 sẽ bằng x2 cộng cho 20. Đấy, đúng rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái cách để đọc ngoài ra có những cái lệnh phức tạp hơn, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từ từ ha. Đấy. Rồi, nói đến cái toán hạng. Nói đến cái toán hạng. Đến toán hạng. Thì có 3 loại toán hạng. Bán toán hạng. Toán hạng trong các chỉ thị của MIP á, thì sẽ có 3 loại. Thứ nhất là toán hạng thanh ghi. Toán hạng thanh ghi. Thứ hai là toán hạng bộ nhớ. Thứ ba là toán hạng hạt. Toán hạng hạt. Thì lần lượt sẽ tìm hiểu 3 cái loại toán hạng này ha. Thì đây nói đối với khi bạn làm việc với các anh chị làm việc với assembly á, của MIP á, assembly MIP á, thì các cái toán hạng của các cái lệnh số học đó, thì phải đặt trong một cái vị trí đặc biệt. Đấy, gọi là các cái thanh ghi. Đấy, có toán hạng là anh chị phải đặt trong cái thanh ghi. Đấy, anh chị đâu phải đặt trong cái thanh ghi. Thì số lượng thanh ghi sẽ có giới hạn, có giới hạn. Số lượng thanh ghi sẽ có giới hạn. Thì mỗi thanh ghi á, kích thước của thanh ghi sẽ là 32 bit, 32 bit ha, 32 bit. Đây, 32 bit. Hay là 43. Đấy. Và cái nhóm 32 bit này nó thường xuyên hiện rất thường xuyên. Đó thì người ta đặt tên của cái 32 bit này, này gọi là một từ, cái word, một từ. Như vậy thì khi anh chị ta khi anh chị nghe nói đến cái khái niệm từ, một cái word, thì anh chị biết là cái kích thước của nó sẽ là 32 bit hay là 43. 43, anh chị lưu ý ha. Đấy. Thì cái khái niệm từ thì có thể có không nhất thiết là phải 32 bit, thì tùy vào cái kiến trúc nữa, tùy vào cái kiến trúc bộ lệnh nữa. Tuy nhiên trong cái ngữ cảnh của cái môn học này á, thì khi ta nói một từ á, thì anh chị lưu ý là nó sẽ là 32 bit. Tuy nhiên thì thực tế thì nó có thể khác giá trị 32 bit. Tùy vào cái kiến trúc bộ lệnh khác nhau thì cái giá trị của cái từ nó, cái kích thước của cái từ nó sẽ khác nhau. Tuy nhiên trong cái ngữ cảnh của môn học này thì chúng ta là 32 bit thôi, 43 thôi. Thì cái số lượng thanh ghi á, sẽ giới hạn, sẽ có giới hạn. Đấy. Thì đối với MIP đó, thì chúng ta sẽ có là 32 thanh ghi ha, 32 thanh ghi. Đấy, thanh ghi. Đấy. Và có toán hơn nó rồi thì các toán hạng á, của phép tính á, thì các anh chị phải đặt trong thanh ghi. Thì nó mới thiền làm tính được, CPU mới thực hiện làm tính được. Đấy. Đấy. Thì vậy thì có mà có tất cả là 32 thanh ghi thôi ha, 32 thanh ghi. Đấy. Mỗi thanh ghi sẽ có giá trị là sẽ lưu được giá trị là 43, 43, giá trị 43. Đây. Thì đây là cái bảng này sẽ cho biết là cái thanh ghi trong MIP, đấy, cái tên cũng như cái con số ứng của nó. Đó. Thì mỗi cái thanh ghi trong MIP nó có một cái tên. Chúng ta có thanh ghi 0,
Zero thì zero này thì nó có giá trị là không vậy thôi. Zero là gì là không. Vâng, có cái hành ghi V, ghi A, ghi T, ghi S đúng không? T0 đến T7, S0 đến S7 đúng không? Tên là tên ghi. Đấy. Thì chủ yếu á, thì chúng ta sẽ dùng cái hành ghi T và S. Đấy, S. T và S đây. Đấy. Đấy, chúng ta trong quá trình tính toán á, thì chúng ta sẽ dùng cái hành ghi T từ T0 đến T7 hoặc T S0 đến đến T7. T ha. Các hành ghi còn lại thì sẽ có ý nghĩa đặc biệt, sẽ dùng trong những cái cảnh đặc biệt mà chúng ta có thể sẽ không có nói đến trong cái môn học này. Do đó thì nói chung thì các anh chị khi anh chị cần một cái biến nào đó để một cái hành ghi nào đó để lưu giá trị á, trong quá trình tính toán á, thì anh chị có thể sử dụng tùy ý các hành ghi từ T0 đến T9, T0, T7, T8, T9 nhưng mà T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Hoặc là S0 đến S7 này. Thì anh chị có thể là sử dụng các cái hành ghi này trong cái bài toán của anh chị, bài toán của anh chị. Các hành ghi khác thì có sẽ nghĩa đặc biệt ha. Nghĩa đặc biệt thì nó sẽ dùng trong những ngữ cảnh đặc biệt, cảnh đặc biệt khác này. Ta không có thể không đề cập đến trong cái môn học này. Thì tiếp theo là cái toán hạng bộ nhớ, toán bộ nhớ. Vi xử lý chỉ có thể giữ được một cái lượng nhỏ dữ liệu thôi, trên các hành ghi thôi. Bạn ta nhớ hình dung đã có 32 hành ghi thôi, 32 hành ghi thôi. Thì anh chị hình dung là bạn cái ta lưu được 32 cái biến, 32 cái biến thôi, 32 cái biến thôi. Trong khi bộ nhớ máy tính thì nói chung là cái số lượng nhỏ dữ liệu thôi, 32 hành ghi, 32 biến thôi. Đấy. Thêm khi bộ nhớ máy tính thì chứa hàng triệu cái dữ liệu. Đấy, bộ nhớ RAM chúng ta tính hàng gigabyte không ạ? Gigabyte. Đấy. Tuy nhiên thì với assembly MIP thì các phép tính số học chỉ xảy ra trên hành ghi thôi. Anh chị muốn cộng giá trị của hai cái biến nào đó thì anh chị phải đặt trên hành ghi. Đặt trên hai cái hai dụ bản, anh chị muốn cộng hai con số đó thì hai con số đó anh chị phải đặt trong cái hai thanh ghi, hai thanh ghi trong 32 thanh ghi này anh chị phải tìm hai thanh ghi anh đặt cho chị có hai cái biến đó anh chị muốn cộng á, sau thì phép cộng. Đấy. Phép cộng nói chung là phép tính số học chỉ xảy ra trên các thanh ghi thôi. Thì do đó thì phải có những cái lệnh chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và thanh ghi. Bộ nhớ anh ghi. Thì anh chị hình dung là cái bộ nhớ là cái kho, kho chứa dữ liệu, cái kho dữ liệu rất lớn. Bộ nhớ là kho chứa dữ liệu rất lớn. Rồi anh chị là muốn làm tính trên các cái giá trị dữ liệu trên các kho này thì anh chị phải chuyển các cái mẫu dữ liệu nào đó vào trong cái thanh ghi, mẫu nhớ thanh ghi, rồi anh chị làm tính cộng hay gì đó. Chị hình dung không ạ? Chúng ta cái kho dữ liệu là cái bộ nhớ. Chúng ta có hành ghi là nơi chứa những dữ liệu trong quá trình anh chị làm tính, tính còn cộng trừ nhân chi gì đó. Đấy. Như vậy thì để di chuyển dữ liệu từ kho bộ nhớ này đến hành ghi thì anh chị có thể có những chỉ thị, có chỉ thị riêng. Chỉ chìm là đọc dữ liệu từ bộ nhớ lên hành ghi, lên ghi nên chị làm tính ha. Thì các lệnh như vậy gọi là lệnh chuyển dữ liệu, chuyển dữ liệu. Đấy. Chuyển dữ liệu thì một là di chuyển dữ liệu giữa bộ nhớ và hành ghi gọi là cái lệnh chuyển dữ liệu vậy thôi. Chuyển đổi qua lại, lưu trữ qua lại giữa hành ghi và bộ nhớ thì gọi là cái lệnh chuyển dữ liệu. Rồi như cái bộ nhớ thì có chứa rất nhiều dữ liệu, bộ nhớ rất là lớn, tính hàng gigabyte dữ liệu này nọ. Thì làm thế nào để truy xuất được một cái từ trong bộ nhớ? Một cái từ trong bộ nhớ, làm thế nào để truy xuất một từ trong bộ nhớ? Một từ trong bộ nhớ làm thế nào anh chị truy xuất được? Thì muốn anh chị muốn là đọc cái dữ liệu trong bộ nhớ thì anh chị phải có cái gọi là cái địa chỉ của cái dữ liệu đó, địa chỉ dữ liệu trong bộ nhớ. Như vậy thì đọc dữ liệu anh chị phải cung cấp cái địa chỉ anh chị. Giống như anh chị là muốn muốn trao đổi dữ liệu với ai thì anh chị phải biết số nhà.
số nhà. Cho nó thứ tự với ai thì anh chị phải biết số nhà, đấy, địa chỉ. Thì có rất nhiều dữ liệu, thì như vậy thì mỗi trong bộ trong mấy cái vị trí trong bộ nhớ thì nó sẽ có chỉ định một cái địa chỉ ha. Đấy, chị. Đấy. Anh chị, đấy, anh muốn anh chị muốn đọc dữ liệu tại đâu thì anh chị phải chỉ ra địa chỉ là tôi muốn đọc dữ liệu tại đâu. Đấy. Như vậy ta có khái niệm là địa chỉ. Một giá trị để sử dụng được sử dụng để phân biệt định vị trí của một phần tử dữ liệu cụ thể trong cái bộ nhớ, trong bộ nhớ, trong bộ nhớ. Đây là khái niệm địa chỉ ha. Đây. Giờ sẽ nói đến cái cụ thể hơn cái cách tổ chức bộ nhớ như nào. Thì bộ nhớ thực ra chỉ bằng tên chị xem như là cái mảng, một cái mảng đơn chiều lớn, một mảng một chiều đó, mảng một chiều lớn. Đây. Là một chiều lớn. Với địa chỉ đóng vai trò là cái chỉ số phân tử trong mạng. Chỉ số bắt đầu bằng bằng 0 đó. Bắt đầu bằng 0. Đấy. Thì anh chị cái anh chị xem là hình dung là cái bộ nhớ xem như là một cái mảng dữ liệu thôi, một mảng dữ liệu. Đây, mảng dữ liệu. Mảng dữ liệu. Mảng là gì? Mảng là một cái anh chị giống như một cái tập hợp các phân tử vậy. Tập hợp của xét phân tử. Đấy. Giống cái hàng đợi cái một cái hàng các phân tử vậy. Đấy. Xếp liên tiếp nhau, đó cái mảng ha. Thì mỗi cái vị trí trong đây trong cái mảng nó sẽ có một cái gọi là cái chỉ số, đánh từ 0 á, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Đấy. Đấy. Tại đây thì chứa cái dữ liệu gì đó. Hình dung anh chị hình dung là cái mảng như thế này, cái một dữ liệu thì tổ chức như này, một cái bộ nhớ thì tổ chức như này, đây. Thì cái chỉ số này là cái địa chỉ, dù anh chị muốn đọc cái dữ liệu tại cái ô số 0 thì nó sẽ đọc tại đây, chị muốn đọc dữ liệu tại cái ô số 4 thì nó sẽ đọc tại đây. Thì đúng không ạ? Thì mình dùng là đánh số là đánh số. Số. Rồi mỗi cái ô dữ liệu này là có kích thước bao nhiêu? Mỗi cái phần tử như có kích nhiêu? Thì mỗi cái phần tử như vậy thì là một byte ha. Một byte. Tức là địa chỉ á, là dành cho địa chỉ cho một byte. Địa chỉ cho một byte ha. Một byte dữ liệu. Địa chỉ một byte dữ liệu. Đấy. Byte số 0, byte số 1, byte số 2, byte số 3, byte số 4 nhỉ? Byte 8 bit á. 8 bit á. Thì vậy liền mỗi byte trong bộ nhớ sẽ có một địa chỉ. Mỗi byte trong bộ nhớ sẽ có một địa chỉ. Mỗi byte trong bộ nhớ sẽ có một địa chỉ. Đúng không? Thì ví dụ như trong hình 1 thì lên đây nè. Đây. Hình 1 đây. Thì địa chỉ ứng với phần tử thứ 3 là 2. Đây nè. Đó tại nó bắt đầu bằng 0 như vậy thì cái byte số 3 thì có sẽ chỉ là 2 đúng không ạ? Và giá trị của nó là trong trường hợp này là 10 chẳng hạn. 10. Đấy. Trong thực tế á, thì ta đọc không phải đọc là từng byte mà ta đọc là một lần là 4 byte ha. Một cái con số là thường có kích thước là 4 byte. Ta đọc là chỉ là 4 byte. Bốn bài, đọc bốn bài, ta không đọc một bài, ít ta thấy đọc một bài chứ mà ta đi làm tính này nọ thì phải có các cái con số toán hàng này nọ thì ta là thường là 4 bài, đó thì mình đọc một lần thì ta đọc là 4 bài, bốn bài, chứ không phải là đọc một bài từng bài, đọc lần là 4 bài, thì mỗi từ nhớ của MIP sẽ là 4 byte. Mỗi lần tôi đọc từ thì sẽ là đọc 4 byte. Thì nói rồi mỗi byte đánh địa chỉ là đánh địa chỉ theo byte. Tuy nhiên bạn đọc là đọc theo từ. Anh chị đọc là đọc theo từ. Do đó thì nó sẽ cái địa chỉ mà anh chị đọc á, thì nó sẽ là cái bội số của 4 á. Bội số của 4. Rồi 4. Ví dụ từ đầu tiên, từ số 0 này. Thì từ thứ hai sẽ là có địa chỉ là 4. Từ số 3 sẽ chỉ là 8. Đấy. Còn từ thứ 4 sẽ chỉ là 12. Đấy.
bên trên không trung học. Tại vì mỗi từ nó sẽ là 4 bài. Và cái địa chỉ chúng ta là địa chỉ của bài, là địa chỉ của bài. Và anh chị lỡ đọc còn 4 bài như vậy thì cái từ đầu tiên sẽ là cái bài 0123. Đấy. Từ số 2 sẽ là 4567. Từ số 3 sẽ là 8 9 10 11. Đấy. Nó đọc lần 43 như vậy. Đó thì địa chỉ của mỗi quạt trong bếp sẽ là mỗi số của 4. Đấy. Rồi, đó là nãy giờ tôi nói với cách ta đánh địa chỉ thôi. Cái địa chỉ không ạ? Cách tôi đánh địa chỉ như nào? Ta nói đến cái lệnh để chúng ta chuyển dữ liệu từ bộ nhớ vào thanh ghi. Thì cái lệnh chuyển dữ liệu từ bộ nhớ chuyển vào thanh ghi á, gọi là lệnh nạp á, là load, load, viết tắt là load, load w, w, load w là word á. Thì nên mà anh chị hình dung là nó đọc đầu lần là nó nạp lần là nạp lần một từ ha, load word, load word, load word. Hoặc là 43. Thì cái lệnh này có cái tối hạn như sau, nó có cái cú pháp như sau. Thì lệnh là load word. Cái tham số thứ nhất, một cái hàng số và tham số thứ hai. Đây. Đây. Thứ nhất x1, tiếp theo là cái hàng số và tiếp theo là một cái biến. Có ba tham số. Đấy, số như này. Số này. Thì khi nó viết như vậy á thì nó làm gì? Đấy. Thì cái S2 này gọi là cái thanh ghi cơ sở á, S2 gọi là thanh ghi cơ sở. Thanh ghi nền là địa chỉ thanh ghi địa chỉ nền. Đấy, gọi là địa chỉ sở là thanh ghi nền thì cơ sở đó có nhiều cái tên gọi. Đấy. Thì cái 20 là cái offset là cái đầu dời. Đầu dời. Cái S1 là cái thanh ghi mà cần nạp dữ liệu vào, cần nạp dữ liệu lên, cần ghi dữ liệu vào, gọi là dữ liệu vào. Cái S1 là cái nơi lưu trữ cái dữ liệu từ bộ nhớ nào anh chị nạp vào, là cái đích đến của dữ liệu, dữ liệu. Thì anh chị là nạp dữ liệu từ bộ nhớ thì vào cái thanh ghi nào thì anh chị lưu ghi chỉ định thanh ghi đó tại đây, tham số đầu tiên của load word. Thì nó sẽ đọc thì nó vừa cái 20 và S2 này sẽ là tạo thành cái địa chỉ mà tại đó thì nó sẽ đọc dữ liệu trong bộ nhớ. Đấy. Thì cụ thể thì nó sẽ đọc tại cái vị trí là S2 cộng cho 20. À, 20. Đấy. Đọc S2 cộng cho 20. S2 cộng 20 sẽ tạo thành cái địa chỉ trong bộ nhớ mà tại đó sẽ nó sẽ load dữ liệu vào S1. S2 cộng 20 là cái địa chỉ mà tại đó nó sẽ đọc dữ liệu. Và được dữ liệu nào đó thì nó sẽ đọc lưu vào trong cái cách 1. Cách 1 ha. Đấy. Thì ví dụ giả sử mà rằng cái A là một mảng 100 phần tử, mảng A 100 phần tử. Đấy. Thì anh chung một mảng A 100 phần tử như này. Đấy. 0, 1, 2, 3, 9, 9. Đúng không? 9, 9. Đấy. Thì mảng A thì 100 phần tử. Anh chị dùng như đây. Tôi có vẽ như ra đây. Trong phần tử thì mỗi phần tử đây là một quạt ha, bốn bài, bốn bài, bốn bài, đấy, quạt bốn bài. Trên biên dịch đã kết hợp các biến g và h lên thanh ghi là s1 và s2. Giá trị nói chung là cái giá trị của s1 sẽ lưu giá trị của biến g, s2 sẽ lưu giá trị của biến h. Đấy. Thì nói rồi, nhắc lại là các anh chị muốn làm tính gì đó thì anh chị phải đưa lên thanh ghi ha. Đưa lên thanh ghi. Đấy. Đưa lên thanh ghi.
giả định rằng cái địa chỉ bắt đầu của bảng A, địa chỉ cơ sở của bảng A lưu trong X3, trong X3. Hãy biên dịch cái đoạn mã ngôn bằng ngữ sao sang MIP, ngôn ngữ sao sang MIP. Cái ngôn ngữ dạng cấp cao của C. G bằng H cộng cha 8. G bằng H cộng cha 8. G bằng H cộng cha 8. Thì đây là cái biểu thức cái tính tổng không ạ? Tổng thông thường thôi. Tổng thông thường thôi. Tổng thông thường thôi. Thì ta cần phải biết là giá trị của A8. Khi biết giá trị của A8 thôi thì ta thì phép cộng thông thường thôi, đúng không ạ? Cộng thông thường thôi. Đấy. Thì ta sẽ là cần phải đọc giá trị của A8. Phần tử số cái chỉ số là 8 trong cái mảng A là bao nhiêu? Nếu có giá trị đó thì phép cộng. Ok thôi, đúng không ạ? Thì ta sẽ thực hiện lệnh lót ha, lệnh lót. Đấy. Ta sẽ lót vào cái thanh ghi T0. Và thanh ghi T0. Thì cái này các anh chị tùy chọn tỷ thanh ghi nào được hả? T0 có từ T0 đến T9 đó, hết 0 đến hết 7. Thì cái chỗ nào anh ghi thanh ghi nào mà chưa có sử dụng á thì anh chị được quyền chọn sử dụng. Đấy. Trong hôm nay giả sử là chọn T0, anh chị muốn chọn T1 cũng được, anh chị muốn chọn T2 cũng được. Thì cái này là cái tên của thanh ghi mà anh chị lưu cái giá trị thôi. Đó, tôi muốn là lưu giá trị là trong cái T0. A8 như vậy thì cái địa chỉ bắt đầu của cái mảng A nằm trong X3. Đấy. Tôi chỉ trích cái phần tử số 8. Như vậy thì anh chị hình dung là là 8. Đúng không ạ? X3. Đúng không ạ? Đấy. Thì anh chị hình dung là nó là X3 cộng 8. Đúng không ạ? X3 cộng 8. X3 cộng 8. Thì đây là cái địa chỉ của cái phần tử A8. Như vậy thì thì ta sao sao cái lệnh lót này thì nó có T0 sẽ lưu giá trị của A8. Chữ A8. Cho A8. Đấy. Như vậy thì chúng ta có G, chúng ta có H rồi, chúng ta có giá trị của A8 rồi, nó lưu trong T0. Thì khi phép cộng là đơn giản thôi, đúng không ạ? Lúc này ta thấy là cộng là G, G là tương ứng với X1, đúng không ạ? H là 2. Đấy. Như vậy thì ta có là H X1 chính là G đấy. G đấy. X2 là sẽ là H đấy. Và T0 chính là A8. Không là A8. Không chính là 8. Đấy. Thì cái lệnh add này là thiên là sẽ là bằng chính là cái lệnh cái cần cái biểu thức ta cần biểu diễn đấy. G sẽ bằng H cộng cho A8. Đấy. Như vậy thì cái lệnh này ta biểu diễn bằng hai cái lệnh con này. Anh chị hình dung ạ. Thì hằng số trong cái một lệnh truyền dữ liệu á 8 gọi là cái offset đó. Này là cái offset. Đấy. Thanh ghi chứa địa chỉ bắt đầu của mảng gọi là thanh ghi S3 thì gọi là thanh ghi cơ sở. Thanh ghi cơ sở. Đấy. Thanh ghi cơ sở. Đấy, các anh chị hình dung là cái phần tử trong mảng nó sẽ có địa chỉ liên tiếp nhau, nó sẽ nằm liên tiếp nhau, nằm liên tiếp nhau trong bộ nhớ. Đấy. Thì anh chị có cái địa chỉ bắt đầu thì anh chị sẽ định vị được các cái vị trí các phần tử còn trong cái mạng đó, trong mạng đó, anh chị hình dung ạ. Thì các cái phần tử trong cái mạng sẽ nằm liên tiếp nhau, nằm liên tiếp nhau. Đó thì anh chị biết được cái anh bắt đầu, anh chị được cái địa chỉ anh bắt đầu, cái gọi là cái thanh ghi cơ sở, thanh ghi nền, thì anh chị sẽ tính toán được cái vị trí của từng phần tử trong mạng. Mỗi phần tử trong mạng sẽ có kích thước là giống nhau hết. Dùng trường hợp này 4 byte, 4 byte hết. Thì anh chị thấy là anh chị biết được anh này thì anh chị sẽ biết được các anh còn lại. Đấy, các anh còn lại. Đấy, anh chị cộng trừ thôi. Cộng cái giá trị lên nhau thì nó sẽ ra các phần tử, địa chỉ các phần tử. Đấy, đúng không ạ? Anh chị đúng không ạ?
Thì đây là cách lý luận đơn giản mà, luận đơn giản như này. Thì vậy A8 thì tôi nói là sẽ là 8S3. Tuy nhiên trong thực tế á, thì mỗi cái phần tử á, là 4 pi lần, phần tử là 4 pi ha, 4 pi. Do đó phần tử mà A8 á, thì cái con số chỉ số cái offset thực tế đó, ta sẽ là 8 nhân 4 là 32 mới đúng, 32 mới đúng. Đây, 32 mới đúng. Các anh chị hình dung là mỗi phần tử đây là 4 pi, phần tử là 4 pi. Do đó phần tử thứ 8 á, tử có chỉ số là 8 á, thì cái offset của nó, cái địa chỉ của nó đúng á, là 8 nhân 4 bằng 32. 32. Do đó trong thực tế á, thì cái offset đây đó anh chị phải điền 32 nhé, anh chị phải điền 32. Đấy. Nãy giờ tôi nói 8 cho nó đơn giản dễ hiểu thôi. Tuy nhiên thực tế đúng hơn á thì phải là đặt là 32. 32. Đấy. Phần tử có chỉ số là 8, phần tử số 9 á. Đấy, số 9 là bắt đầu bằng 0 không ạ? Số 9 thì anh chị phải là 32. Đấy. Thì nói chung là cái công thức đó là anh chị là muốn cái phần tử thứ x á, trong cái mảng A thì cái offset của nó sẽ là x nhân 4, nhân 4. Rồi anh chị muốn đọc phần tử số 2 A2 thì cái offset anh chị phải là 2 nhân 4 bằng 8 nha. 2 nhân 4 bằng 8. Tám rồi ngược lại với cái lệnh to cái lệnh load đó, thì chúng ta sẽ có lệnh 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 nạp đó, thì chúng ta sẽ có lệnh lưu store store thì cái lệnh này sẽ chuyển dữ liệu từ thanh ghi chuyển ra bộ nhớ từ thanh ghi chuyển ra bộ nhớ chuyển từ thanh ghi ra bộ nhớ thì gọi là lệnh store store hey, store work store work mỗi lần store sẽ là store 4 byte store một cái từ thì định dạng của cái của lệnh lưu như sau thì nó cũng tương tự lệnh load thôi gì ạ nó store work tham số nhất tham số thứ hai là offset tham số thứ ba là cái địa chỉ cơ sở thì này nó làm ngược lại ha nó sẽ lưu cái giá trị trong thanh ghi x1 này nè vào trong cái bộ nhớ tại đâu tại cái địa chỉ là S2 cộng cho 20 trong 20 thì nó sẽ lưu giá trị của S1 vào bộ nhớ tại cái địa chỉ S2 cộng cho 20 cái base address này cộng cho cái offset nó ngược lại bên kia ha ngược với load ha. Load thì nó sẽ là đọc dữ liệu từ tại địa chỉ này lưu vào cái thanh ghi này ngược lại thì nó sẽ đọc dữ liệu từ thanh ghi nó lưu xuống cái địa chỉ trong mỗi cái địa chỉ là 20 cộng cho S2 tăng vào bộ nhớ này. Và ta ví dụ giả sử là chúng ta có cái thanh ghi S2 lưu giá trị của biến h chữ biến h này S2 nè S2 địa chỉ cơ sở của mảng A sẽ là S3. Hỏi là cái chỉ thị này nè chuyển sang cái một chỉ thị MIP, các chỉ thị của MIP á diễn như thế nào? Là biểu diễn sang cái chỉ các chỉ thị của MIP á, assembly MIP thì nó biểu diễn như thế nào? Là biểu diễn như thế nào? Thì đầu tiên thì để phiên tính này ta sẽ cần thực hiện là tổng các bạn tính tổng h cộng cha 8 mà thì để thực hiện tính tổng thì ta sẽ phải cần phải biết giá trị của A8 giá trị của A8 là bao nhiêu thì nhắc rồi thì cái lệnh hôm nãy ta xem ta cái ví dụ trước ta đã tìm hiểu rồi đấy. Đấy để đọc giá trị của A8 thì ta dùng lệnh load đúng không ạ load T0 A8 thì cái chỉ số chúng ta cần sẽ là 8 nhân 4 là 32 vậy bây giờ có là lệnh load T0 phẩy 32 ngoặc ngoặc S3 là địa chỉ cơ sở địa chỉ bắt đầu của mảng A
Thì đây sẽ là x3 cộng cho 32 là cái địa chỉ chúng ta sẽ đọc dữ liệu sẽ lưu vào T0. T0 3 cộng 32 là địa chỉ của phần tử số 8 trong mảng A. Như vậy thì ta sẽ có T0 rồi, ta có T0 tức là A8 rồi. Ta có H. Như vậy thì phép cộng H cộng cho T0. H cộng T0. Đấy, H cộng T0. Đặt tâm T0. Và ta sẽ chọn là giả sử là ta chọn T0 tiếp là cái giá trị ta sẽ trừ kết quả. Anh chỉ chọn T1 cũng được ha. Chọn T1 cũng được. Đây, đây chọn T0 là trừ kết quả. Thì vậy ta có là S2 là H đấy. Cộng cho T0. T0 là A8. Và ta lưu ngược lại cho T0. Lưu ngược lại cho T0. Để nhắc lại anh chị chọn T1 được ha, thì này chọn ta. Nếu anh chị thấy là T1 chọn T1 rõ hơn thì anh chị chọn T1 ha. Trong hợp này thì nó chọn T0 luôn. Nó là vừa toán hạn nguồn vừa toán hạn đích luôn. Đấy, thì nó là cái lấy H cộng cho A8 lưu vào T0 trở lại. Thì bây giờ sẽ được giá trị tổng này rồi. Thì ta muốn sẽ lưu xuống cái A12. Thì cái này chúng ta sẽ dùng lệnh store work. Thì lưu giá trị của T0 xuống A12. Thì A12 được xem biểu diễn là chỉ 12, cái chỉ số 12 này anh chị là nhân cho 4 là 48. 48 thì phải 48 ngõ hoặc S3. Thì cái này tương ứng với là T0 này anh chị lưu vào giá trị cho cái mảng là cho phần tử A12 trong mảng A. Đúng không? Thì chung là cái chỗ chỉ số này nó hơi rắc rối chút thôi. Chỉ số rắc rối chút rồi. Chỉ số thì anh chị phải nhân cho 4 nha. Anh chị nhân cho 4. Anh chị phải nhân cho 4. Chọn nguồn với đích cùng tên thì không ha, thì không tên không có xung đột gì ha. Thì nó sẽ lấy kết quả rồi sao? Tại vì nó sẽ thực hiện tính nó đọc kết quả trước ha, nó đọc cái giá trị trước. Giả sử đây là lấy T0 cái này là T0 sẽ bằng S2 cộng cho T0. Đấy. Thì trong nó thực hiện phải lấy đọc giá trị của T0 trước, nó cộng cho S2. Được bao nhiêu thì nó sẽ lưu lại T0. Thì nó đâu có xung đột gì đâu phải không ạ? Đấy. Nó thực hiện phép nó đọc giá trị của T0 trước, nó sẽ cộng cho S2. Thì lúc này sẽ có kết quả rồi thì sẽ lưu vào T0. Đâu có xung đột gì đâu, không có xung đột gì hết ha. Thì nó này làm cho gọn ha. Nếu anh chị muốn không rõ thì anh chị là chọn cái T1 chẳng hạn, cho nó nằm trong cái vị trí khác. Do đó thì thật ra là cái chỗ là lấn cấn cái chỗ là cái chỉ số offset này thôi, thì nó ghi 8 như vậy thì cái offset thực tế của nó sẽ là 8 nhân 4 tại 4 mỗi phần tử sẽ là 43. Do đó thì cái chỉ số cái offset thực tế sẽ là 8 nhân 4 là 32. Đấy. Tương tự A12 thì cái offset của cái phần tử này á tức là 12 nhân 4 là 48 mới đúng ha. Đấy, 48 tức là S3 trên cơ sở cộng 48 thì chính là A12. Đấy. Vậy gì thôi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo tôi vào cái toán hạng mới là toán hạng hàng ha, hàng số. Thì một hàng số là loại số tức thời có thể được sử dụng trong một phép toán. Thì hàng số thì trong trong thuật ngữ đó thì gọi là số tức thời ha, số tức thời. Hàng số là số tức thời. Đấy. Thì giả sử là thì phép cộng là giả sử là có hàng số là 4 nha, hàng số 4 thì dụ S3 bằng H3 cộng 4.
Thì cái cách tao viết á, thì cũng tương tự cái lệnh add thôi. À, tuy nhiên với cái hàng số, khi có một hàng số thì chúng ta có thêm chữ y ra. À, chữ y đây. Đây, y. Add y. À, thì khi thấy add thi á, thì sẽ có một cái gọi là một cái có hạn nguồn của nó sẽ là có hàng số. Hàng số ha. Hàng số. Đây. Hàng số. Vậy thôi. Có thể là một hàng số. Rồi như vậy thì tóm lại trong MIP á, một lệnh của MIP sẽ có ba loại toán hàng á, toán hàng ghi, toán hàng ghi, toán hàng ghi, toán hàng bộ nhớ, toán hàng bộ nhớ, toán hàng bộ nhớ. Thường thường nằm trong cái mảng này nọ, khi anh chị làm đi với mảng này nọ thì sẽ có là toán hàng bộ nhớ. Đấy. Toán hàng hàng, toán hàng hàng, là cái con số hàng số. Được không ạ? Rồi đó là cái cơ bản về cái toán hàng trong cái lệnh tính toán đơn giản trong trong MIP như vậy. Tiếp theo, phần tiếp theo là ta nói đến cái cách biểu diễn số, biểu diễn số, biểu diễn số trong cái máy tính như thế nào. À, chú ý đầu tiên ta nói cái số số nguyên trước ha, số thật thì ta sẽ nói sau, ta nói sẽ cách biểu diễn một cái số trong máy tính như thế nào. Thì như chị biết là chúng ta làm việc với số 10 đúng không ạ, cơ số 10, cơ số 10, số 10. Tuy nhiên á, thì con số giá trị đó thì có thể biểu diễn với bất kỳ cơ số nào ha, cơ số nào. Đấy, chứ không nhất thiết là cơ số 10. Thì chúng ta, con người chúng ta thì làm quen cơ số 10, nó làm việc trên cơ số 10. Tuy nhiên thì có thể biểu diễn một cái giá trị nào đó với bất kỳ cơ số nào, cơ số 2, cơ số 4, cơ số 8, cơ số 3, cơ số gì vân vân. Đấy, gì đó. Đấy. Ví dụ thì cái con số là 123. 123, cái giá trị ta hiểu là 123 trong 20 á. Thì trong số cơ số 2 thì nó biểu diễn như này. À, bây giờ nó giá trị như này. Đấy. À, 1 1 1 1 0 1 1. 1, 1. Thì số lưu trữ trong máy tính á, thì như là một cái chuỗi các tín hiệu điện thế cao và thấp á, chúng ta nói đến các cái điện tử và điện tử mà. Đấy, như vậy thì con số trong máy tính lưu trữ thì dạng là các tín hiệu điện thế cao và thấp. À, do đó thì các anh chị hình dung là nó giống như cái cơ số 2. À, giá trị dữ liệu thì được lưu cho máy tính thì dạng là cái cơ số 2. Cơ số 2. Cơ số 2. Thì một từ trong MIP sẽ có là 32 bit, 32 bit. Đấy. Thì một từ 32 bit lưu trữ giá trị là số là 1011, thì nó cái cách lưu trữ như sau. Thì đây là 31011 đây. Đấy. Và bên trái nó sẽ là một cái dãy số số 0. À, cho đủ 32 bit không ạ? À? Đủ 32 bit. Đủ 32 bit. Đây, đủ 32 bit. Thì một word của MIP sẽ có 32 bit. À, do đó thì có thể biểu diễn các con số từ 0 đến 2 mũ 32 trừ trừ 1. 2 mũ 32 trừ 1 cái con số. Đấy. Đến từ 0 đến 232 trừ 1. Khoảng là 4 tỷ mấy, hơn 4 tỷ mấy. À, 4 tỷ mấy. Thì cái bit có trọng số nhỏ nhất á, là cái bit ngoài cùng bên phải, cái bit này. Là bit trọng số nhỏ nhất, thì các anh chị hình dung giống cái hàng đơn vị trong số hợp phân chúng ta gọi là hàng đơn vị. Đây, hàng đơn vị. Đấy. Rồi bit có trọng số cao nhất là bit ngoài cùng bên bên trái, bit 31. Một đây trọng số cao nhất. Đấy, trọng số thấp nhất thì anh chị dân dùng đến cái hàng đơn vị trong hệ thập phân chúng ta nhé, hệ số 10 chúng ta nhé. Đấy, đơn vị. Thì càng đi đi về phía bên trái thì cái trọng số nó càng cao, càng cao. Anh chị hình dung giống như là hệ thập hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn gì đó.
thì nó giá trị trọng số cao, thì nó sẽ cái giá trị của nó sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị con số rất là nhiều, càng nhiều, đúng không ạ? Rồi thì cái này anh chị đợi xíu thì ta sẽ tìm hiểu cái cách để chuyển một cái con số hệ 10 sang hệ 2 như thế nào ha. Đấy, đợi xíu. Rồi ta sẽ nói cái cách chuyển đổi từ hệ con số hệ 10 sang số hệ 2 như thế nào. Nào. Giả sử anh chị anh ta có con số là số 73. À, 73. Hệ 10. Đấy. Thì anh chị chuyển đổi sang hệ 2. Đấy, như thế nào? Hệ 2 như thế nào? Đúng không? Thì cách chuyển đổi bằng tay thì ta chuyển đổi đơn giản, cách chuyển đổi đơn giản là anh chị chia lần lượt liên tiếp chia cho hai lấy phần dư, lấy phần dư. Đấy. Thì cách chuyển đổi như sau, ta có 73 chẳng hạn, ba đó thì ta sẽ chia chia liên tiếp cho hai, 73 chia 2 sẽ là được 36 không ạ? 36. 36 anh chị dư 1. Dư 1. 36 chia 2. Chị sẽ được là 18. Dư 0. Không ạ? Thì bên đây tôi sẽ lưu phần dư ha. 18 chia 2 anh chị được 9. Không ạ? Dư 0. Đấy. 9 chị chia 2 chị sẽ được 4. Dư 1. Không ạ? 4 chị chia 2 chị sẽ được 2 dư 0. 2 chia 2 chị sẽ được 1 dư 0. 1 chị chia 2 anh chị sẽ được 0 dư 1. Đấy. Thì khi mà kết quả bằng 0 thì anh chị dừng, dừng lại. Và cái phần dư này anh chị viết ngược lên, viết ngược lên thì chính là cái giá trị hệ nhị phân của con số 73 này. Đấy. Như vậy thì 73 hệ 10 tương ứng hệ nhị phân sẽ là 1 0 0 1 0 0 1. Đấy. 0 0 1. Hoặc 1 0 0 1 0 0 1. Đấy. Đấy. Đúng không? Thì đó là cách biểu diễn cái chuyển đổi từ cái hệ thập phân sang hệ nhị phân. Thì anh chị có thể là tính ngược lại, tính ngược lại từ cái hệ nhị phân này anh chị chuyển sang hệ thập phân. Đấy. Thì anh chị đánh số anh chị đánh số bằng không, nó hàng đơn vị đó, 1 2 3 4 5 6. Đấy, 6. Thì anh chị giả sử anh chị có cái cho chủ biết hệ 2 này anh chị chuyển sang hệ 10 được bao nhiêu. Thì anh chị đánh số như này, đúng không ạ? Và chúng ta có sẽ là ở chỗ nào có 1 thì anh chị giữ nguyên là sẽ 2 2 mũ 6 đây 2 mũ 6. Đấy. Này không thì chúng ta không ghi. 4 này không ta không ghi. 11 như vậy thì có là 23. Đấy. Cộng cho này không ta không ghi, này không không ghi, cộng cho 210. Đấy. Đúng không ạ?
Thì 26 là xong 4 rồi. Xong 4 cộng cho 8. À, 73. Chưa này à. Dạ thầy ơi, 2 mũ 6 là 64 ạ. Xong 4, xong 4, lộn lộn xong 4, xong Dạ, 4 ha. cộng Đây, 8 cộng 1 cộng là 1 bằng xong 73. 73. Vậy, lộn, tôi nhầm ha. Tôi nhầm cái xong 4 này. Đây, 73. Đây, 73. Đây. Thì như vậy thì các anh chị chuyển đổi như vậy. Đây, chuyển đổi như vậy. Đây. Thì anh chuyển đổi qua lại ha. Đây, chuyển đổi lại như vậy. Đúng không ạ? À, chị hiểu cách chuyển đổi nha. Rồi. Giả sử là anh chị là muốn biểu diễn cái con số là đây số số dương ha, à, số nguyên dương, tức là số không dấu á, thì chị biểu diễn như vậy ha. À, chị biểu diễn như vậy. À, biểu diễn như vậy. À, biểu diễn như vậy. Bây giờ biểu diễn số số âm. Số âm. Số âm. Giả sử anh chị trừ 73. Hay 10. Chia 2 là bao nhiêu? Chia 2 là bao nhiêu? Đấy. Giả sử là ta muốn dùng cái chuỗi 8 bit ha, chuỗi 1 byte để biểu diễn con số này. Chuỗi 8 bit byte. Thì đây là 0. Đây, 27. Thì anh chị muốn thêm số 0 thì nó không thay đổi giá trị không ạ? Không thay đổi giá trị của con số của thì có nhiều cách để biểu diễn cái số âm. Đây. À, tuy nhiên cái cách mà phổ biến nhé, à, máy tính hiện nay hầu hết các máy tính hiện nay sử dụng là dạng cái biểu diễn số âm là dạng bù 2 ha, bù 2. À, bù 2. Số bù 2, cái tên là gì? Số bù 2. Thì cách để chuyển đổi con số bù 2 để xác định cái con số bù 2 của một cái giá trị đó, một con số nào đó thì làm như sau. À, cái đổi dấu á, à, cái đổi dấu theo cái quy luật của bù 2 á, thì làm như sau. Thì anh chị lấy cái con số nguyên, cái phần tử này ta có 77, ta muốn tìm 7 trừ 73 không ạ? À, ta có 73, ta có 73. Thì cái quy tắc ta làm á là ta sẽ đổi nghịch đảo các bit, nghịch đảo các bit, nghịch đảo các bit. Đấy. Sau đó cộng cho một, nghịch đảo các bit sau đó cộng cho một. Đấy. Như vậy thì ta có 73 như này. Như vậy nghịch đảo của các bit thì ta sẽ có là 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. Cái nghịch đảo, nghịch đảo ha. Đó. Sau đó ta cộng cho một. Cộng cho một. Cộng cho một. Thì nó sẽ ra cái con số âm tương ứng. À, tương ứng. Đấy. 1 0 1 1 0 1 1 1. Như vậy thì con số trừ 73 này sẽ biểu diễn là 1 0 1 1 0 1 1 1. Đấy. Đấy, 2. Thì này biểu diễn theo dạng là bù 2 á, bù 2. Đây là cách biểu diễn chúng ta thường gặp nhất ở trong máy tính. Thì nói chung là con số nào mà có cái bit trong tổng số cao nhất á, số 1 á, thì nó sẽ là nếu mà con số này biểu diễn số có dấu á, thì con bit có trong số sau nhất sẽ là bit dấu ha. Dấu. À, nếu anh thấy chị thấy là con số 1 á, bit trọng số cao nhất là số 1 á, và cái giá trị chuỗi bit này là biểu diễn cái con số có dấu, có dấu.
tùy vào ngữ cảnh ha, chữ biết này hay biểu diễn rất nhiều giá trị á, giá trị số nó hay biểu diễn số dương không, tuy nhiên là cũng có thể là biểu diễn một con số có dấu. Đấy. Trong trường hợp nó biểu diễn con số có dấu á, thì cái bit trọng số cao nhất này sẽ là bit dấu. Dấu. Vậy thì anh chị nhìn cái con bit trọng số cao nhất này là 1, thì anh chị biết là con số này số âm. Số này số âm. À, đúng không? Rồi, nói lại đúng không ạ? Thì trong khi biểu diễn con số có dấu á, thì để biểu diễn một cái bạn muốn đổi dấu một con số nào đó, đổi dấu một con số nào đó. Đấy. Giả sử bạn có 73 rồi, bạn muốn tìm trừ 73, tức là bạn muốn đổi dấu con số này, đúng không ạ? Cái 73 thì nó có là 0100001001. Đấy, là cái biểu diễn con số 73, biểu diễn con số 73 trong hệ nhị phân. Đấy. Thì anh chị là muốn tìm cái con số là trừ 73, tức là đổi dấu đó không ạ? À, đổi dấu. Thì cách làm là như thế nào? Thì cái công thức đó là anh chị gọi là nghịch đảo các bit, từng bit trong cái con số đó, nghịch đảo từng bit trong cái chuỗi nhị phân của con số đó. Như vậy sẽ có là 01 thành 10, 001 thành 110, 001 thành 110, được không ạ? Nghịch đảo thôi, 0 thành 1, 1 thành 0. Đấy. Sau khi có cái giá trị nghịch đảo rồi, anh chị cộng cho 1. Anh chị cộng có 1. Đấy. Cộng cho 1 vào. Đấy. Thì anh chị sẽ được đổi cái con số mà tương ứng dạng bù 2. Và ngược dấu với con số ban đầu. Đổi dấu con số ban đầu. Đấy. Anh chị có thể làm ngược lại được nha. Tức là trừ 73 này, anh chị muốn tìm 73. Thì anh chị cũng làm cái quy tắc được tương tự như vậy. Tức là anh nghịch đảo có biết bằng chị cộng 1. Đấy, nghịch đảo có biết cộng 1. Đấy. Thì sẽ là đổi dấu được cái con số đó. À, đúng không ạ? Đấy. Thì cái cách biểu diễn số có dấu trong cái hệ trong cái máy tính là dạng bù 2 á, đây là cách biểu diễn dạng bù 2, có nhiều cách biểu diễn khác nữa. Tuy nhiên phổ biến nhất là bù 2. Con số cách biểu diễn đó. Thì tôi sẽ trình bày đây. Đấy. Rồi, đúng không thì nó rồi, thì cái slide này nó giải thích thêm thôi. À, hiện tại ta sử dụng số bù 2 để ta biểu diễn cái máy tính này. Hiện tại thì biểu diễn số bù 2 nha, để biểu diễn cho số nhị phân có dấu. Đây. Với số bù 2 thì nói chung là cái con số và cái chuỗi cái bit cái trọng số cao nhất á là 0 á, thì anh chị sẽ xem là nó số dương. À, nếu cái bit nó trọng số là 1 á, trọng số bit còn cái bit bên trái ngoài cùng bên trái á, là 1 á, thì anh chị đó là con số âm ha, số âm. Đấy. Thì cái bit này gọi là bit dấu, bit dấu. Thì nói đến các này các miền giá trị cho anh chị về anh chị xem, miền giá trị nó biểu diễn như nào. Đấy. Thì cái công thức ta tính chuyển giờ chuyển nãy chúng ta thêm cách chuyển từ từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Giả sử giờ ta cho cái chuỗi thập phân, chuỗi nhị phân chứ, giờ chuyển sang hệ thập phân thì như nào, thì anh chị cũng tương ứng làm như cái công thức mà ta đã tìm hiểu rồi. Đấy. Anh chị đếm cho cái đánh số
đánh số hoặc không, mình chỉ đánh số không, 1 2 3 4 chỉ đánh số như vậy. Thì cái điểm khác biệt ở đây chỉ là cái số 31 này, cái bit có trọng số cao nhất này, 31 này. Đấy. Thì anh chị thay vì anh chị nhân cho 2 mũ 31 thì nó sẽ là trừ đấy, trừ cái bit này là 021 bit 31 này. Thì công thức nó cũng tương tự như công thức người ta dùng chuyển đổi thông thường thôi. Tuy nhiên cái bit ngoài cục này là, anh chị là số âm đó. Nếu là bit 1 thì anh chị sẽ là trừ 231 231 nếu là số 0 thì nó là 0 rồi, mà không nói gì. Tuy nhiên nó là nếu là số 1 đó, thì anh chị cái biểu thức đây là cái giá trị đây là trừ 231 ha, chứ không phải là 231 231. Chị chú ý. Giờ ta quay lại cái ví dụ của ta. Quay lại cái ví dụ của ta. Đấy. Thì giờ ta muốn điện đổi sang cái này. Cái chuỗi này sang cái giá trị thập phân. Đấy. Thì anh chị đánh số ha. Đó là 0 1 2 3 4 5 6 7. Đây, 7. 7. Thì hai số 1 cái số trong cái bit ngoài cùng nó là số cái bit trọng số cao nhất. Để cho ta biểu diễn là một bài ha, một bài thôi. Tôi 8 bit thôi. Đây, thì số ngoài cùng nó là 1, như vậy thì ta là trừ 2 mũ 7 cộng cho 2 mũ 5 cộng cho 2 mũ 4 cộng cho 2 mũ 2 cộng cho 2 mũ 1 cộng cho 2 mũ 0. Đấy. Thì anh chị bấm máy tính ra thì nó sẽ ra trừ 73. Đấy. 20. Đấy. 73 20. Đấy. Anh chị chú ý ha. Đấy. Tuy nhiên cái ta có công thức như này, chỉ khi nào ta biết là cái chủ bit này nè, biểu diễn con số có dấu. Gọi là khi ta biểu diễn con số có dấu. Đấy. Thì giờ giả sử là chưa biết là biểu diễn con số không dấu, những con dấu không dấu, thì anh chị vẫn là nhân cho 27 thông thường ha, cộng 27 thông thường, cộng 27 thông thường. Thì cái giá trị này, cái công thức này từ cái chủ biết này, anh chị có công thức này tùy vào cái ngữ cảnh cái đề bài ta cho ha. Giả sử ta nói với chị là cái chủ biết này nè, biểu diễn cái giá trị một con số có dấu mũ 2, thì anh chị có được công thức là trừ đây. Trừ đây. Trừ. Trừ 27. Tuy nhiên ta nói là cái chủ bit này nè, biểu diễn cái con số nguyên không dấu. Thì lúc này anh chị làm bình thường, thì không có dấu trừ đây. Thì như vậy cái chủ bit này thì cái bản thân cái chủ bit này nó thể biểu diễn cái giá trị khác nhau tùy vào cái ngữ cảnh ta xem xét ha. Tùy vào cái xem xét cái chủ bit này chủ bit gì. Chủ biết biểu diễn cái gì, những cái gì có dấu thì ta sẽ có công thức cho có dấu, nếu không dấu thì sẽ có công thức cho không dấu. Bản thân chủ biết thì nó không có tùy theo cái cách ta diễn, ta thông dịch cái ý nghĩa của chủ biết ha, thì nó sẽ ra cho chị khác nhau. Chị chú ý. Thì đây ví dụ đó, thì này nó ví dụ nó hơi phức tạp hơn xíu, thì này rất nhiều số 1 đó, thì chị cộng nó hơi nhiều, chị trừ 21 rồi tới 30 29 quan cộng nhiều. Đấy. Thì nó cộng ra thì nó hơi phức tạp hơn xíu, thì kết quả cuối cùng sẽ là trừ 4 đấy. Trừ 4. Yeah.
đúng ạ. À, chị hiểu hình dung được cái cách biểu diễn số mà có dấu hay không dấu trong cái máy tính. Nói lên xung nguyên. Rồi ta có khái niệm là mở rộng số ha. Mở rộng số. Mở rộng số. Làm thế nào để chuyển đổi một cái số nhị phân được biểu diễn trong hay nào biết? Biểu diễn trong nào biết thành một cái số biểu diễn nhiều hơn nào biết. Thì này cái này nghĩa là giả sử anh chị có con số là 16 bit. 16 bit. Đấy. Anh chị muốn chuyển sang con số 32 bit thì chuyển như thế nào? 32 bit. Chuyển như thế nào? Đấy. Thì cái này tùy vào số ta cần chuyển là số âm hay số dương ha. Nếu số dương thì dễ thôi, nếu dương dễ thôi. Nếu là ta con số này số 2 16 bit như này. Anh chị muốn chuyển sang 32 bit thì anh chị cứ thêm 16 số 0 vào. 16 số 0 vào ở phía bên trái. Bên trái nó thì chúng ta sẽ thành cái số. Ở đây số 2 là 16 bit không ạ? 16 bit. 16 bit. Thì bên đây sẽ là số 2, cũng là số 2 nữa nhưng mà 32 bit. Đây. 32 bit. Đấy vậy thôi. Đấy. Thì cứ thêm số 0 vào bên trái nó. Thì khi trường hợp của số âm á, thì thay vì anh chị thêm 0, thì anh chị thêm 16 số 1. 16 số 1. À, đúng không ạ? Anh chị thêm 16 số 1. 16 số 1. Thay vì 16 số 0. Tại vì đây là số âm. Đấy. Vậy thì anh chị, thật ra anh chị hình dung là có cái tùy cái dấu ha. À, nếu là số 0 thì anh chị thêm 16 số 0. Nếu dấu là số 1, thì anh chị thêm 16 số 1. À, phía trước đó. Thì là mở rộng số ha. Ở đồng số có dấu. Rồi, như vậy thì nãy giờ tôi tổng kết lại những cái bài ta vừa tìm hiểu. Thì chúng ta giới thiệu về các cái lệnh máy tính. Đấy, tập lệnh là gì? Tập lệnh là tập hợp tất cả các cái chỉ thị mà nó máy tính có thể hiểu thôi. Thì chúng ta sẽ học trong cái nội dung của bài này, chúng ta đã học về cái tập lệnh MIP ha, tập lệnh MIP. Đấy. Thì tập lệnh bao gồm các nhóm lệnh cơ bản, nhóm lệnh logic. Thì chúng ta chưa có nói đến ha. Ví dụ thực hiện là thực hiện AND OR, AND logic thôi, AND OR gì đó, vâng. Đấy. Nhóm lệnh số học thì chúng ta mới nói đến đó. Lệnh add cộng đó, lệnh sub, lệnh trừ đó. Đấy, lệnh add y cũng là lệnh cộng nữa, nhưng mà cộng cho có hàng số đây. Đấy, lệnh trao đổi dữ liệu thì chúng ta có học lệnh load đó, và lệnh store đó, load, lệnh store đó. Đấy. Và chúng ta có tiếp tục là nhóm lệnh nhảy, nhảy chúng ta chưa có nói đến. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ nói đến sau ha. Nhảy. Với MIP thì toán hạng được cho các lệnh được chia thành ba cái nhóm, là nhóm hạng toán hạng thanh ghi. Thiện phép tính ở đó thì anh chị phải đặt cái toán hạng là thanh ghi. Toán hạng bộ nhớ này khi anh chị làm việc với mảng này nọ, mảng này nọ. Và toán hạng tức thời tức là cái số hàng số, hàng số. Chúng ta mới vừa nói đến cái số khái niệm số có dấu và số không dấu, số có dấu và số không dấu. Đấy. Số có dấu và số không dấu. Rồi, tiếp theo tôi nói về cách cái biểu diễn lệnh trong máy tính như nào. Đấy. Thì chúng ta nói cái lệnh add và xuống add T0. Add T0, X1, X2. Có nghĩa là gì? Lấy X1 cộng X2 lưu vào T0. T0. Lấy X1 cộng X2 lưu vào T0 đấy. Thì cái lệnh này chúng ta viết như vậy, nhưng mà trong máy tính nó biểu diễn như nào? Trong máy tính biểu diễn nào? Trong máy tính biểu diễn nào? Chúng ta viết trong đây, ta viết bằng bảng viết như vậy, nhưng mà trong máy tính thì biểu diễn như nào? Thì máy tính thì chỉ làm việc với các tín hiệu điện tử, mà nó là cái thiết bị điện tử mà, hiểu cái tín hiệu điện tử cao thấp thôi. Do đó thì một lệnh lưu trữ trong máy tính được biểu diễn như một cái chuỗi không một, bằng dung nó giống như con số thôi. Nó dữ liệu bắt đầu không, thật ra là tất cả các dữ liệu trong máy tính thì biểu diễn là không một hết, không một hết, con số nhị phân hết.
Thì cách biểu diễn này gọi là cái biểu diễn mã máy, là lệnh máy, là lệnh máy ha, tức là chuỗi không một tương ứng với cái lệnh này, ví dụ nhị phân của cái lệnh này, đó là cái mã máy, mã máy. Người ta có ngôn ngữ máy là biểu diễn nhị phân được sử dụng để giao tiếp trong hệ thống máy tính, ngôn ngữ máy là biểu diễn nhị phân của các lệnh thôi, anh chủ chị dùng là biểu diễn nhị phân của các lệnh, này. Các lệnh trong cái bộ lệnh của máy tính. Thì làm thế nào để chuyển đổi cái lệnh này sang cái chuỗi nhị phân, cái biểu diễn nhị phân đó. Thì người ta phải dựa vào cái định dạng của lệnh ha, định dạng của lệnh. Thì anh chị nôm na là mỗi lệnh sẽ có một cái định dạng, một cái format, nó có quy định format chuyển đổi riêng. Format quy định chuyển đổi riêng. Thì định dạng lệnh là một thức biểu diễn của một lệnh, bao gồm các trường của các cái số nhị phân. Ví dụ định dạng của lệnh như sau. Thì cái lệnh thì nó sẽ chia thành các trường, trường các trường. Trong hợp này nó có là trường chia làm 6 trường, 6 trường. Đấy. Trường thứ nhất nó có 6 bit, tiếp theo là có 5 bit, 5 bit, 5 bit, 5 bit, rồi cuối cùng là 6 bit. Đấy. Thì lệnh thì chúng ta cái biểu diễn nó là 32 bit ha, bằng 2 bit. Đấy là 4 bài từ máy tính đó. 2 bit. Giờ ta sẽ xét ví dụ ha. Chuyển đổi một cái lệnh cộng trong MIP thành một cái lệnh mã máy, tức là anh chị là biểu diễn cái chuỗi này nè, cái lệnh này nè, xuống cái mã nhị phân như nào, đây, nhị phân như nào, thì cái format của cái lệnh trên cộng này sẽ là cái format dạng này, đây, thì mỗi lệnh nó sẽ có một format dạng riêng, đây, dạng riêng ha. Lệnh add thì sẽ có cái format dạng như này, đây, nó gồm 6 trường, 6 trường. Thì mỗi phân đoạn có một cái định dạng lệnh gọi là một trường, một trường ha, một cái trường này. Đấy. Ví dụ trong cái ví dụ này thì ta có trường là trường op, trường rs, rt, rd, ship vào mao, phân, phân code, function code. Đấy. Rồi các trường ha, đầu tiên như vậy. Tiếp theo là trong cái ngôn ngữ assembly á, các thanh ghi á sẽ có, chơi hình dung là các thanh ghi á, thì ta mới có nói trong cái slide trước á, thì các thanh ghi nó có con số tương ứng với nó ha. Nó có 32 thanh ghi, đánh số từ 0 đến 31. Đấy, 31. Thì có thể tham chiếu thanh ghi thông qua cái tên, ví dụ S0 đến S7, T0 đến T7, T8 đến T9 gì đó. Hoặc ta dùng cái con số tương ứng với nó ha. Tương ứng nó. Ví dụ thanh ghi từ S0 đến S7 á, thì cái chỉ số tương ứng sẽ là 16 đến 23. Đấy, thanh ghi T0 đến T7 chỉ số tương ứng sẽ là 8 đến 5 đến 15. Đấy. Vậy thì thanh ghi trong MIP á, thì người ta có hai cách người ta tham chiếu nó là dùng cái tên hoặc là dùng cái con số chỉ số của nó, cái chỉ số của nó. Đấy. Vậy thật ra là cái con số T0 T1 này nếu mà biểu diễn xuống thì con số thôi, không ạ? Con số thôi. Con số thì bằng biểu diễn nhị phân thì ok thôi, không ạ? Không có gì nói. Rồi các trường RS, RT, RD sẽ chứa cái chỉ số các thanh ghi tương ứng. Trường op và trường phân sẽ có giá trị tùy vào cái quy định của MIP. Đấy, của MIP ha. Thì cái này như sau. Chuyển đổi như sau. Có lệnh add T0, S1, S2. Thì đầu tiên là xác định T0 là nhiêu. T0 là 8 không ạ? T0 là 8. Đấy. S1 là nhiêu? S1 sẽ là 17. 17. 17. S2 sẽ là 18. S2 sẽ là 18. Đấy. Với lệnh add á, thì lệnh add á, thì trong MIP á, thì quy định thì cái này cũng ước thôi, mình ước mà. Thì cái op 6 bit opcode sẽ là không hết. Opcode là không hết. Đấy, sẽ biết opcode sẽ là không hết. Đấy. Function code sẽ là 32. Vì 32 biểu diễn nó sẽ là 100000, 6 bit như này, 32. Ship vào mao sẽ là 5 số 0. Đấy. Như vậy với cái lệnh add không thì ta xác định được 3 cái trường như vậy. Ta chưa nhìn xác định lệnh add thì theo quyết của MIP á, thì sẽ có 3 cái trường có giá trị lớn như vậy. Op sẽ là 0000, 6 bit 0. Ship vào mao sẽ là 000 hết. Đấy.
và function cost sẽ là 32, biểu diễn sẽ là 10000. Đấy. Sao biết? Đấy. Với cái nhìn chỉ duyệt lệnh add thôi, tôi đã xác định được ba cái trường ha. Ba cái trường trong cái mã máy này. Đấy. Trong biểu diễn gì phân này. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái biểu diễn các cái toán hạt. Toán hạt T0, X1, X2. Thì T0 thì ta gọi là cái toán hạn đích, đích đó. Thì đó là cái nơi lưu trữ kết quả không ạ, lưu trữ kết quả. Khi T0 là đích thì nó sẽ lưu trong cái trường là register destination, thành ghi đích RD nằm đây ngay phía trước cái ship amount này. Thì thành ghi T0 có gì là 8, con số là con số tương ứng là 8. À, như vì anh chị biểu diễn có 8 này xuống cái chuỗi 5 bit này. À, thì nó là 0100 này. Thì nó nằm trong trường RD đây. À, đây là 8 này. 8 đây là RD ha, RD này. Rồi S1 sẽ nằm trong cái suột suột thứ nhất RS. À, RS ngay phía sau up. Đấy. Thì X1 sẽ là 17. À, 17 thì anh chị biểu diễn 17 sang cái chuỗi nhị phân 5 bit. À, đây là 17 nè, 17 chính là X1. Đấy. Rồi tiếp theo là 5 bit còn lại chính là X2. À, chỉ là 18. Đấy. Đó, cái nguồn thứ hai, toàn ngàn nguồn thứ hai. À, như vậy thì ta có biểu diễn chuỗi bit cái lệnh add T0 X1 X2 thành cái chuỗi bit 32 bit như này. Đấy. À, đúng không ạ? Đấy, thì có cái quy tắc chuyển đổi ha. À, có quy tắc chuyển đổi. Thì cái này nó hơi cái chỗ này nó cách những cái lệnh này thì nó cách chuyển đổi nó hơi ngược xíu là cái T0 này nó nằm đây, nhưng cái trường của nó sẽ là nằm bên phía này ha. À, tôi tuốt cái này là. Đây, đây là. À, bạn chú ý, các anh chị chú ý khi chuyển đổi thì nó sẽ có cái chỗ này nó hơi lấn cấn xíu. À, nó không có nằm không nằm theo đúng thứ tự nó khi nó ghi. À, thì nó sẽ có cái nó sẽ nằm hơi ngược xíu. Đấy, anh chị lưu ý ha. Chị viết như này nhưng mà khi biểu diễn xuống thì nó sẽ nằm ở trường phía bên đây. Đó. Thì này giải thích thôi. À. Thì với cái opcode này và cái function code này nó xác định đây là lệnh cộng, hoặc lệnh cộng. À, ship amount thì nó không dùng, à, thì nó là 0000 hết. À, và sau đó thì có toán hạn hoặc toán hạn đích đến, toán hạn nguồn thứ nhất, toán hạn nguồn thứ hai. Đấy, nguồn thứ hai. Thì trong MIP nó có ba cái định dạng lệnh, ba định dạng lệnh ha. À, định dạng ta mới tìm hiểu là dạng loại R. Rồi có anh chị hỏi là tại sao này? Thì cái này là cái con số này số dương ha, đây, chúng ta không có cái hiểu đây là cái con số dương ha, chứ không phải là con số âm ha. Không phải là số có dấu ha. À, ta hiểu đây con cái số dương. Đấy, dương. Đấy. Chứ không phải là hiểu con số này số âm. À, cho anh chị hiểu dung ạ. Đây ta hiểu đây con số dương ha. Để ta nói rồi cái chuỗi bit á thì tùy vào cái cách chị thông dịch như nào. Thì chị diễn giải như nào. À, cái ngữ cảnh như nào. Thì cái này là cái con số dương ha, nguyên dương. Đấy. Thì cái này không phải là bit dấu. À, cái số cái bit ngoài cùng không phải bit dấu. Đấy, không phải bit dấu. Chị Dung ha. Đây không phải bit dấu. Chị hỏi là tại sao này số âm, này không phải số âm ha, này số dương. Đấy, số dương. Đấy. Đó là từ cái nghĩ cảnh là ta muốn thông dịch cái bit này, cái chủ bit này làm gì. Trong cái cách biểu diễn lệnh thì nó không có số âm đây. Đấy. Cái giá trị thanh ghi cái trường này sẽ không phải số âm, là cái số nguyên dương thôi. Đấy, số dương thôi. À, thì đây nó sẽ là số dương, không phải số âm. Đấy. Đúng không ạ?
Thì có ba cái loại định dạng lệnh trong MIP. Cái loại ta mới tìm hiểu là cái R, loại R. Đây, R. Loại này thì sẽ có ba cái toán hạng, ba toán hạng. Đây thì loại này chỉ làm việc cho thanh ghi thôi, Rồi chúng ta có loại Y, loại Y thì chúng ta sẽ thêm ví dụ sau. Loại Y thì loại Y nó sẽ đơn giản hơn xíu. Thì nó có cái nó chỉ bốn cái trường thôi, cái opcode, cái RS, RT và cái offset, cái address, cái cạnh tranh hàng số đấy. Thì cái này nó đơn giản hơn nữa. Tiếp theo cái loại cuối cùng là loại G. Lệnh là loại này dùng cho cái lệnh nhảy không điều kiện. Thì cái này nó chỉ đơn, cái này nó đơn, hoàn toàn nó đơn giản hơn hai kia nữa. Thì nó chỉ có hai cái trường thôi, opcode và cái chỉ. Lệnh này cho lệnh nhảy không điều kiện thì anh chị hình dung là sẽ nhảy đến một cái địa chỉ nào đó để thực thi. Rồi. Thì nó chỉ có cần cái tham số là địa chỉ thôi, địa chỉ nó cần nhảy đến thôi. Đấy. Thì nó có hai trường duy nhất thôi. Đấy. Thì tùy vào cái lệnh mà chúng ta sẽ, thì cái này chúng ta không có cần nhớ đâu, chúng ta sẽ dù lệnh nào thì sẽ có cho ha. Dù cái lệnh add thì cho là lệnh error. Đấy. Lệnh add y sẽ là lệnh loại y. Đấy. Thì cái này tùy vào cái này nó cho sẵn ha, ta sẽ không cần phải nhớ là lệnh này thuộc cái loại nào. Đấy. Thì anh chị thấy là cho ba cái định dạng lệnh của chúng ta thì có điểm chung là gì? Thì 6 bit đầu tiên, cái trường đầu tiên á là giống nhau hết không ạ? Dù cái format nó khác nhau nhưng mà cái 6 bit đầu tiên là giống nhau hết. Đấy. Thì 6 bit này gọi là cái opcode, là mã tác vụ. Như vậy thì khi nó đọc cái chữ bit á, thì đọc cái chuỗi của chỗ biết rồi đó, mà cái chỗ biết người ta biết là cái chỗ biết này biểu diễn cái lệnh ha, biểu diễn cái lệnh. Thì làm thế nào nó biết là cái chỗ biết này là cái lệnh gì, lệnh gì, lệnh gì, không ạ? Thì làm thế nào nó biết? Thì nó sẽ dựa vào 6 bit đầu tiên để nó biết cái lệnh này là lệnh gì. Chứ anh chị nhìn thấy, anh chị dùng là cái chuỗi nó 32 bit thì nó 0101 không, làm sao nó biết là lệnh này lệnh loại gì, không ạ? Lệnh add hay lệnh load, lệnh gì? Đấy. Thì làm thế nào để xác định được? Thì anh chị thấy là các cái lệnh đó đều có điểm chung nhất là sáu cái bit đầu tiên là giống nhau, đều quy định cái trường là opcode, là cái mã tác vụ. Như vậy thì nó sẽ đọc 6 bit này thì nó sẽ biết cái format của cái lệnh là đây lệnh gì. Nói chung là nó đọc 6 bit này thì nó biết là cái format của cái lệnh này sẽ là format gì để nó đọc đúng các trường. Để đọc đúng các trường, không ạ? Thì nó dựa vào cái opcode này để xác định là cái lệnh nó đang đọc là lệnh gì, để nó thôi diễn giải cho đúng và thực thi cho đúng là đó, không ạ? Thì khi máy tính nhận cái mã máy thì phải phân tích cái opcode để máy tính biết được là đây là lệnh gì, không ạ? Đây là lệnh gì? Đấy. Từ đó sẽ được mã máy thuộc loại định dạng nào, sau đó thì sẽ các trường nó sẽ đọc các trường cho nó đúng. Đúng, để thực thi cái đúng cái lệnh đó, đúng không ạ? Đấy. Thì này giải thích thêm ra cái tên của cái này thôi. Cái RS là register source, RT là register target, cái destination, ship amount, cái function, đây là cái opcode, cái tên thôi. Rồi cái lệnh R thì ta xét rồi. Rồi ta xét rồi. Đấy, mới xét có ví dụ đó. Giờ ta sang cái lệnh Y. Thì lệnh Y chúng ta cũng có là opcode, có RS, RT. Nó cái trường mới chỗ này là nó có 16 bit hàng số hay là cái địa chỉ. Đấy. Thì cái bộ này sẽ chứa một con số 16 bit ha. Số bit. Thì với cái lệnh liên quan đến bộ nhớ, dù lệnh load và lệnh store, thì giá trị trong thanh ghi RS sẽ cộng với con 16 bit này sẽ là cái địa chỉ. Ví dụ ta có là load work S1
32 S2 chứ ạ. 32 S2. Đấy, S2. Đấy. Thì S2 chính là RS. Đấy. Con số 32 này chính là lưu vào trong cái trường này. Đấy. Cái target sẽ là S1. Đấy. Target sẽ là S1. Đấy. Thì cái hằng số á, thì đây cái hằng số này, lệnh loss là cái lệnh loại y. Loại y. Đấy. Thì nó sẽ phản ánh này, số 32 sẽ lưu trong cái constant này. 32 này. Anh chị biểu diễn cái con số 32 dưới dạng cái chuỗi 16 bit. Đấy. Thì S2 sẽ là cái suột. Rồi S1 đây là cái target. Thì nó sẽ là T. Từ từ với lệnh store cũng vậy ha. Store cũng vậy. Rồi đối với lệnh khác, ví dụ lệnh ATI. ATI là lệnh cộng, nhưng mà cộng có hằng số. Thì cái con số 16 bit này chính là chứa cái giá trị hằng số ta cần cộng vào. Đấy, cộng vào. Đấy, đó là lệnh loại Y ha. Lệnh G thì nó đơn giản nữa. Thì nó chỉ có hai trường thôi. Opcode và địa chỉ không ạ. Thì cái lệnh này cho cái lệnh nhảy không điều kiện. Thì cái này lệnh này chúng ta không có tìm hiểu. Thì nó đơn giản thì nó nhảy đến cái vùng nhớ nào thôi. Vùng nhớ nào thôi. Thì đây là cái bảng nhỏ cho biết là cái định dạng của từng cái lệnh. Đấy. Dạng gì? Ví dụ lệnh app này thì ta định dạng là định dạng R. Lệnh sub, lệnh trừ á. Đấy, cũng dạng R. Đấy. HI thì định dạng là Y. Đấy. Load word và store word sẽ là cái format là Y. Đấy. Đây là các cái trường tương ứng như vậy. Trường tương ứng. Đấy. Ví dụ lệnh add á. Thì cái opcode sẽ là 0. Đấy. Function code sẽ là 32. 32. Đúng không ạ? Lệnh sub á, thì cái opcode cũng là 0 nữa. Tuy nhiên cái function code sẽ là 34. 34 á. Thì nó dựa vào cái kết hợp giữa opcode và cái function này thì nó sao biết là này cộng trừ ha. Cộng trừ. Đấy. Đấy, op là 0 mà function code là function 32 thì nó lệnh cộng. Đấy, op là 0 mà cái function code 34 thì lệnh trừ. Đấy, trừ. Tương tự đối với các lệnh khác á, thì các lệnh ATI thì cái opcode là có giá trị 8. Load word thì cái giá trị là 35, store word có giá trị là 43. Đấy, opcode khác nhau. Đấy. Thì cái bảng này ta cho trước ha, này ta không cần phải nhớ đâu. Đấy, ta chỉ biết là loại gì thôi. Đấy. Lưu ý nó là loại gì thôi. Rồi, giờ ta sẽ xét một cái ví dụ tổng kết ha. Giờ chuyển sang cái ngôn ngữ cấp cao. Ta sẽ có một yêu cầu là chuyển cái ngôn ngữ cấp cao. Ngôn ngữ C chẳng hạn. C, lập trình trên C. Giả sử các anh chị học lập trình C đó. C. Anh chị sẽ học cách chuyển đổi từ C này sang cái assembly mid. Dạng học ngữ. Đó, chuyển sang mã máy. Đây, giả sử chuyển cái câu lệnh sao sang assembly mid. Sau chuyển thành mã máy. A. 300 bằng H cộng A300. A300 cộng H bằng A300. Đúng không ạ? Như vậy thì cái này nó ta sẽ chia nhỏ ra như nào? Chia như nào? Viết cái biểu diễn thành cái assembly mid như nào? Thì đầu tiên ta phải cần giá trị của A300 đúng không ạ? A300. Cái phần tử có chỉ số 300 trong bảng A. Đấy. Sau khi có này rồi, có giá trị này rồi thì ta sẽ cộng cho H. Cộng cho H. Được kết quả bao nhiêu ta lưu lại A300. Đấy. Như vậy thì ta sẽ có ba cái lệnh của MIP ha. Ba lệnh MIP. Lệnh thứ nhất là load đọc giá trị của A300 lên thanh ghi, thực hiện cộng, sau đó là lưu store giá trị đó vào xuống bộ nhớ A300. Biết A là cái mảng số nguyên, mỗi phần tử của A sẽ là một từ nhớ, phần tử là 4 byte. T1 chứa địa chỉ cơ sở của A, chỉ bắt đầu á, A. Và S2 là tương ứng với cái biến H. Đấy. Như vậy thì ta làm như sau. Đầu tiên là ta phải load được A300 không ạ? Thì ta load vào đâu? Load vào một cái giá trị ta đặt là giờ T0 chẳng hạn, T0. Đấy, giờ T0 đi, chọn T0. T0 chưa ai sử dụng nè. Chọn T0.
Lót A300 thì chú ý là mỗi từ trong bộ nhớ là mỗi từ trong cái mảng A là mỗi phần tử trong A là một từ nhớ là 4 byte. Như vậy thì cái phần tử mà có cái offset, cái địa chỉ của phần tử A300 này chính là 300 nhân cho 4 cho nên 4 tức là 1002. Như vậy từ vị trí bắt đầu của mảng A bằng cộng vào 1002 sẽ là phần tử A300. Nhìn dung ạ. Từ bắt đầu từ mảng A, tức là từ T1 á, thì mảng bắt đầu từ mảng A sẽ lưu trong T1 nè. Địa chỉ bắt đầu của mảng A sẽ lưu trong T1. Đấy. Từ bắt đầu từ mảng A chỉ cộng thêm đi đến cái bay cái 1200. Thì chính là cái phần tử 300 trong cái mảng A. Đấy. Tại vì mỗi phần tử là 44 bay, chấm 4 bay các bạn. Như vậy sẽ có là lot 1200 T1, tức là bắt đầu từ T1 mà đi đến cộng thêm 1200. Chẳng hạn cộng thêm 1200 bay thì sẽ ra A300 và là lưu vào T0. Đấy. Như vậy ta có A300 rồi, ta cộng cho H là S2. Như vậy ta có là S2 T0. Đấy. Và ta cộng luôn ngược lại T0. Thì cái này ta chọn T0 đó, anh chị chọn cái giá trị nào cũng như T1 cũng được, T1 có rồi, T2 như hay chọn T2 để làm giá trị tạm. Trong hợp này ta chọn T0 luôn, lưu T0 tức là H cộng 300 và lưu ngược lại T0. Đấy. Sau sẽ lưu cái giá trị kết quả đạt được vào trong cái A300. Đấy. Thì ta dùng store work các bạn, store từ giá trị trong tên ghi T0 này xuống cái vị trí là 1200 cộng từ T1, tức là A300. Như vậy thì từ cái lệnh C này nè, từ cái lệnh C rất đơn giản không ạ, A300 bằng H cộng cho A300. Ta chuyển thành ba cái lệnh MIP, ba cái lệnh assembly như này, không ạ, assembly như này. Rồi, thì đó là cái câu đầu tiên từ ngôn cấp cao sang ngôn ngữ mã assembly, hợp ngữ, đúng không ạ? Giờ chuyển sang mã máy, thì cái này anh chị xem là lệnh load work á, là cái format sẽ là y nha, store work cũng thông format là y. Lệnh add sẽ là format là r. Thì load work á, thì cái chị sẽ là 35 mà góc code sẽ là 35. Đấy, thì 35. Đấy, 35 thì 35 bằng anh chị biểu diễn chuỗi 6 bit như này, 35. À, này 32 anh 32 cộng cho 3 35, 35. 35 không ạ? 35. Ở đây T1, T1 đây. T1. T1 là 0, 1, 2, 3, 9 đúng không ạ? T1 là 9. 9. Đấy. Đây T0. 8. 8 đấy. Đấy. Ngày 200 thì đây là biểu diễn ngày 200 đây. Đấy. Ngày 100. Đấy. Lệnh add. Với lệnh add thì chúng ta xác định được đây là opcode sẽ là 0 không ạ? 0. Đấy. Cái phân code sẽ là 32. Cái ship và mao ta không dùng là không, đấy, là không, giá trị là không. Lệnh add thì T0 sẽ nằm trong cái RD, đây là T0 này, đây T0, đây là 8 đúng không ạ? S2 sẽ là RS, S2 đây, đây là 18. Đây T0. Đó chia 8 đấy. 8. Đây. Lệnh store work format là y. Thì store work thì nãy ta mới xem đó là giá trị đó sẽ là 43, 43 đúng không ạ? 43. Thì đây là 43 này. Opcode sẽ là 43. Opcode sẽ 43.
thì anh chị biểu diễn 43 sang cái chuỗi 6 bit, 6 bit nhị phân. Ngàn hai chính là cái offset này vẫn là ngàn hai đây, ngàn hai trăm. Thì T0 cũng là cái target này, T0. Rồi tương tự thì cũng là đây T1. Tôi giống với cái lệnh phía trên này, lệnh lót phía trên này. Đây. Thì đây là cách cái biểu diễn như vậy ha. Đấy. Thì anh chị xem là đơn giản là anh chị xác định được cái lệnh này loại gì và anh chị tuân theo cái tuân thủ cái quy tắc thôi, quy tắc nó chuyển đổi thôi. Đấy. Nó chuyển đổi thôi. Thì nó sẽ ra cái chuyển từng đổi từng trường á, từng trường. Biểu diễn theo trình trường thì chúng ta sẽ ra cái chuỗi nhị phân tương ứng với cái lệnh này đây. Đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có cái dụ là chuyển từ cái nguồn cấp cao chỉ lập trình bằng C á, lập trình bằng C đó, sau đó thì nó sẽ chuyển sang hộp cử, sau đó chuyển sang mã máy và cái máy tính nó thực thi á, khi thực thi nó sẽ thi cái mã máy này ha. Thì thực ra cái bước này các anh chị thông thường các anh chị làm lập trình đó thì chúng ta cái bước này là trình biên dịch nó hỗ trợ chúng ta ha. Nó dịch viết trình viết bằng C, viết lập chương trình bằng C, dịch bằng C. Sau đó ta nhấn nút biên dịch, biên dịch thì nó sẽ dịch cái hộp ngữ, từ hộp ngữ này sẽ dịch ra mã máy chúng ta ra file SE đó, dịch viết lập trình C á. Thì khi bạn nhấn nút biên dịch thì nó ra file SE, thì cái quá trình này sẽ tự động làm chúng ta. Thì đây chúng ta phần nào hiểu cái cách nó làm như nào, đúng không ạ? Nhưng mà hầu hết thì chúng ta không có làm bằng tay này, đương nhiên người ta không làm bằng tay này, chúng ta sẽ có cái trình biên dịch, ta viết chương trình, ta nhấn nút thì nó biên dịch ra. Thì từ cái ngôi này thì ta hiểu cái cách nó biên dịch như nào, phần nào hiểu được cái cách nó làm việc như nào. Và cái mã gì, mã nhị phân này, cái mã này cái máy tính thực thi nè, cái mã nhị phân này cái máy tính thực thi nè, chị dùng ạ. Bạn hơn anh chị học lập trình C thì anh chị sẽ thấy khi bạn biên dịch thì sẽ ra file SE đó. SE thì bạn thấy là chị sẽ mở file ra thì nó sẽ là cái file nhị phân, cái nhị phân cái này. Sao anh chị có đề thắc mắc không ạ? Chị có vấn đề gì ạ? Hướng dẫn xác định mã nhị phân. Là cái phần nào bạn? Bạn chuyển từ này sang cái chỗ này hả? Rồi. T1, T0. T0 là 8 bạn. T0 giá trị là 8, T1 giá trị là 9. Thì mỗi cái thanh ghi nó có con số ha. Ta nói là mỗi thanh ghi sẽ có con số ha. T0 là 8, T1 là 9. Đấy. H0 sẽ là 16. Và ta tính đến ha, H0 sẽ là 16. Đấy.
Thì cái này cái bảng thanh ghi chị sẽ tìm thấy cái bảng thanh ghi trong cái ước cái ước 32 thanh ghi cho MIP ha. Đấy. Thì ta nói rồi đó, thì T0 sẽ là 8. T0 là 8. Rồi sau đó ba anh chị tính tiếp. T0 là 8 thì T1 sẽ là 9. T2 sẽ là 10. Đúng không? X0 sẽ là 16. X0 sẽ là 16. X1 sẽ là 17. X2 sẽ là 18. Thì con số đó anh chị biểu diễn theo nhị phân á, à, thì đưa xuống các trường thì anh chị biểu diễn sang nhị phân, à, biểu diễn sang nhị phân. Đấy. Thì nhắc lại nè, giờ load work, thì với load work á, thì giá trị của nó, cái opcode nó sẽ là 35. Bản thân ghi mà cái hành ghi trong MIP đây nè, đấy nè, cái number nè, đấy number đây, thì T0 đến T7 là 7 đến từ 8 đến 15, H0 đến H7 sẽ là từ 16 đến 23, 6 đến 3. Đấy. Chủ yếu thì ta dùng hai cái này thôi. Cái hành ghi khác thì có giá trị đặc biệt khác ha. Các cái trường hợp sử dụng khác chúng ta đặc biệt khác chúng ta không có tìm hiểu. Thì chúng ta thiện tính toán là cộng trừ chia này nọ thì là dùng T0 đến T7, H0 đến H7 thôi. Giá trị từ 8 đến 15 và 23 đến 16 đến 23. Đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ tới lệnh load work á, thì load work nó cho là nhiêu, cái opcode sẽ là 35, không có 35 không ạ, thì cái bảng này nó cho, cái bảng này nó cho ha, à, thì anh chị tại sao 35 thì nó quy ước là 35 như vậy, đây, 35. Như vậy thì anh chị chuyển 35 này xuống đây là trường opcode, cái này cho lệnh load này ha, cho load này, đây. Cái dòng này cho lệnh load này, đây. Thì đây là 35. Được không ạ? Không gì để nói ha. 35 thì này là 32, biểu diễn con số này số 35 nè. Đây. Đây là 32 cộng cho 3 là 35 nè. Ở đây 32 nè. Đây, 1 đây thì có nghĩa là 32 nè, 32 cộng cho 3 là 35. Đây. Thì cái chủ này là chủ 35. Đây, 35. Được không ạ? Đây, 35. Thì theo quy ước đó thì cái target T0 này thì sẽ nằm trong cái trường RT. Này là S. Này. À, này là ops cái offset. Offset. À. Thì bạn cho kho hấp T0 sẽ được lưu vào đây. Đấy. T1 sẽ là nằm đây. Và cái 1002 sẽ nằm đây. Rồi được không? Thì T0 là có chỉ là 8, thì 8 này em chỉ số 8 này. T1 sẽ là 9 thì đây là 9 nè. 1200 là đóng offset 1200 này. Được không? Trời có thắc mắc gì không? Đúng không ạ? Có vấn đề cho cái này có vấn đề không? Rồi đó lệnh load ha, lệnh load. Đấy. Lệnh load. Rồi giờ tới lệnh add. Lệnh add thì khi có lệnh add thì nó là định dạng này lệnh dạng y ha, lệnh dạng y. Đấy. Lệnh add là định dạng r. Dạng r. Đấy. R. Thì với lệnh add á thì cái opcode sẽ là 0. Cost là 0. Thì function cost là 32. À, 32. Đấy, 32. Và cái ship amount sẽ là 0. Đấy. Như vậy với lệnh add thì anh chị xác định được 3 cái trường rồi. 3 trường. Anh chị mới gặp chữ add thôi thì anh chị xác định được 3 cái trường rồi. Opcode, function cost và cái amount.
Dạ bao. Đấy. Được ba cái trường, ba trường rồi. Đấy. Rồi. Giờ tới ba tham số anh biểu diễn cho lưu trong cái ba cái trường còn lại. À, thì T0 sẽ là lưu trong D đây, nằm đây. Đấy. S2 nằm đây. T0 nằm đây. Đó. Đây câu lệnh ok không? Đây có vấn đề gì không ạ? Được ha, à, thì cái quy này cái quy ước chúng ta làm theo quy ước đó thôi. Đấy. Giờ tương tự lệnh store store word thì đây là loại y ha. Với store word á thì cái giá trị nó sẽ opcode sẽ là 43. Thì đây là 43 nè. Code sẽ là 43. Còn lệnh này ha. 43. Đấy. Thì ngàn hai thì vẫn là cái địa chỉ sao ngàn hai này ngàn hai đấy T không cũng là cái target thì cái này nó lưu lưu từ đây lưu xuống đây thì cái này cũng là target nằm đây đấy T một thì chính là sụt này đấy đúng không ạ. Thì anh chị tạm thời giả sử bước đầu tiên anh chị xác định là cái trường đây giả sử đây 43 anh chị ghi 43 cho chưa phải xác định không cần phải chuyển chưa cần chuyển đổi là 43 đúng không ạ. T0 nằm đâu T0 nằm đây thì anh ghi là 8 đúng không ạ. Đó thì T1 nằm đâu T1 nằm đây thì anh ghi là 9 để 9 đây là 1200 rồi 1200 đấy. Anh chị xác định được bốn cái trường rồi anh chị sẽ chuyển đổi sang nhà gì phân đấy. Đúng không ạ. Thì nó cái quy ước này quy ước nó như vậy. Đấy. À, thì với ít store word thì 43 9 8 1200 200 đây. Đấy. Đó thì anh chuyển 43 sang nhị phân, 9 sang nhị phân, 8 sang nhị phân, 1200 sang nhị phân. Thì vậy chúng ta chỉ được cái chuỗi nhị phân 32 bit. Đúng không ạ? Rồi ok ha. Như vậy thì các lệnh thực ra biểu diễn chỉ còn các con số thôi không ạ. Các lệnh thì anh chị thấy là giống cái chuỗi 32 bit. Chuỗi con số thông thường thôi. Chỉ con số thôi. Đấy. Thì chương trình được lưu trữ trong bộ nhớ đọc và viết giống như cái con số thôi. Cái từ nhớ 32 bit thì nó có thể là con số, một cái giá trị con số nguyên, con số có dấu, nguyên không dấu hoặc là một chỉ thị, một cái instruction. Đấy. Sau này ta sẽ cái chương sau ta nói là nó có thể là có số thật nữa không thể số nguyên hay số thật nữa. Đấy. Thì nó do khi có chủ biết nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau tùy vào cái ngữ cảnh thôi phân ta cái máy tính nó đọc cái chuỗi đó là cái gì thì nó sẽ cách nó chuyển đổi nó thích hợp. Đấy. Như vậy thì cái lệnh thì chỉ là một cái con số đâu mà nó lưu xuống bộ nhớ giống con số thôi không có gì hết. Đấy. Vì xem lệnh như dữ liệu cách tốt nhất để đơn giản hóa là cách bộ nhớ và phần mềm của máy tính cả lệnh và dữ liệu đều giống luôn một dạng con số thôi. Đấy. Con số thôi để chạy và thực thi một chương trình đó, thì chúng ta sẽ nạp cái chương trình và dữ liệu vào bộ nhớ sau đó thì báo với máy tính là cái điểm bắt đầu. À, để bắt đầu thực thi chương trình thì khi bạn lưu trữ trong bộ nhớ thì chỉ thị và dữ liệu đó, đều
là con số nè, ví dụ 3.000, 4.000 gì đó, 4.000, 5.000 gì đó, 7.000, 8.000 gì đó, mấy chục ngàn gì đó. Vâng. Khi nó lót vào nhớ thì nó sẽ đánh dấu là chỗ này nè, từ vị trí này nè, thì những con số này nè là các chỉ thị, là các chỉ thị. Đấy, những con số tại đây nè, thì nó tất cả đều con số thôi, nhưng mà nó biết đánh dấu là khi lót vào chương trình đó thì từ đây nè, từ đây trở về sau nè là các chỉ thị, thì lúc này máy tính sẽ dịch những con số này là các chỉ thị, chứ không có xem đơn giản là nó có con số để nó làm nó dữ liệu nữa, đó là cái chỉ thị. Thì lúc này sẽ đọc cái con số này với tư cách là nó hiểu là đó cái chỉ thị, hiểu không ạ? Đọc cái đó chỉ thị, đó thì thực thi từng chỉ thị, chỉ thị. Thì trong bộ nhớ thì nó toàn là dữ liệu, toàn là cái con số 0101 thôi. Rồi chúng ta có các phép tính logic á. Logic. Thì logic đây thì chúng ta có n, logic cơ bản thôi, n. Nếu mà 1 n 1 thì sẽ ra 1 không ạ? Đấy, vậy. Đấy. 0 n với 1 sẽ ra 0, đúng không? Đấy. Nếu o thì nó có là 1 o với 1 thì ra 1 không ạ? 1 o với 0 thì sẽ ra 1. Đấy. 0 o với 0 thì sẽ ra 0. Đấy, những cái logic cơ bản như vậy. Đúng không? Thì ở đây chú ý là có lệnh ship á, lệnh ship bit, ship bit. Ship trái và ship phải, ship trái ship phải. Đấy. Thì cái ship bit này ta có cái ưu điểm chú ý như sau, nó có là ship giả sử nó có bit là 111. Đấy. Và ship trái 2 bit. Ship trái 2 bit. Thì anh chị đẩy về phía bên trái 2 bit ha. 2 bit. Đấy. Anh chị 2 bit. Thì nói chung là nó sẽ bỏ 2 bit này. Đây. Đấy. Thì ship trái 2 bit sẽ là thành ra 0 0 1. Đấy. Đẩy 2 bit ở bên trái 2 bit. Đấy. Chỉ ship phải 2 bit thì nó sẽ ngược lại đẩy về bên phải 2 bit. Đấy. Dù 1 1 1. Này ship phải chứ, này ship phải ha, này ship phải. Thì đẩy bên phải 2 bit, này ship trái thì nó ngược lại ha. Ở trên này thì đây ta ship phải nè. Này ship phải. Thì đẩy bên phải. Rồi ship trái thì ngược lại. Thì đẩy lên. Đó. Thì đó là sẽ là 1 0 0. Đấy. Anh chị bỏ 2 bit này, thêm 2 bit vào mới. Đấy. Tương tự đây anh chị bỏ 2 bit này, anh chị thêm 2 bit vào mới. Đó là ship bit ha, là ship bit. Đấy. Cái này được không ạ? Thì cái logic thì nó đơn giản này, nó gì đó. Thì cái này ship bit nó có ý nghĩa, nó có cái, nó có hệ quả, nó ta sẽ thường hay sử dụng ha. Hệ quả như này, giả sử bạn có cái con số thì trước tiên nó nói đến con số gì, thập phân đi, thập phân đi, giả sử nó có số 2, con số 2. Đấy. Giả sử bạn ship số này số thập phân nha. Vâng. Giả sử bạn ship một bit, một cái đơn vị, một đơn vị trong bit, trong số nhị phân thì số thập phân thì một đơn vị. Và ship đơn vị thì ta số 2 thành số 20 không ạ? Đấy. Và ship hai đơn vị thì ra là 200. Đấy. Ship trái.
Như mà thấy là mỗi lần nó ship thì người ta là nó tăng lên 10 không ạ? Nhân 10 lần. Nhân 10 lần. Tương tự thì anh chị ship phải thì nó sẽ giảm 10 lần. Giảm 10 lần. Thì đây là trong cái hệ 10 chúng ta. Hệ 2 cũng tương tự á. Hệ 2 cũng tương tự. Thì mỗi lần ta ship ship trái thì sẽ tăng lên 2 lần. Tăng lên 2 lần, ship 1 bit thì tăng lên 2 lần, tăng 2. Đấy. Ship nào bit sẽ tăng lên 2 mũi nào. Đấy. Tương tự khi ta ship phải thì giống như là chia cho 2. Thì chia cho 2. Chia cho 2. Ship phải nào bit thì ta chia cho 2 mũi nào. Đấy. Đây là cái hệ quả thường thường ta sử dụng để thực hiện tính toán này, nó tính toán nhân cho 2, nhân cho cái hai số hàng là 2 á, 2 mũi nào đó thì ta dùng ship bit, nó đơn giản. Đơn giản hơn. Đấy, tính toán nhanh nữa. Đấy. Để dùng ship bit thì cái hệ quả này ta thường thường sử dụng trong cái phép bài toán phép nhân ha. Rồi, tiếp theo nói đến các cái lệnh điều kiện và lệnh nhảy. Điều kiện lệnh nhảy. Thì khác với cái máy tính bằng tay, cái calculator thì cái gọi cái PC á, nó có đưa khả năng đưa ra các quyết định. Cái calculator bằng cái máy tính mà anh chị bấm máy tính ấy, cộng trừ nhân chia gì đó. Thì cái PC nó có những khác biệt là nó sẽ có đưa ra những cái chỉ thị ra quyết định. Thì trong các ngôn ngữ lập trình đó, đưa ra quyết định thường được biểu diễn bằng cách sử dụng các lệnh if. Này anh chị học trình lập trình C hoặc là trong quá trình ta anh chị đang học sao đấy thì ta chỉ lệnh if này nọ, anh chị có học lệnh if này nọ. Thì đây là cái lệnh là điều kiện mà nhảy ha. Đấy, điều kiện. Thì trong ngữ assembly MIP cũng hỗ trợ các cái lệnh ra quyết định đó, tương tự như lệnh if của Chu. Đấy. Thì cái lệnh ta sẽ tìm hiểu là lệnh ren on echo. Lệnh ren on echo. Lệnh này có nghĩa là gì? Lệnh này có nghĩa là đi đến cái nhãn L1. L1 là cái giả sử trong cái đoạn chương trình ta có rất nhiều giới thiệu không ạ? Thì ta hãy đánh dấu cái chỗ này nè là L1. Anh chị hình dung nó cái nhãn để người ta đánh dấu vị trí bắt đầu của một cái chỗ nào đó trong cái đoạn con cái đoạn lệnh trong cái tập lệnh của chương trình. Cái nhãn ha. Cái nhãn. Tức là cái đánh dấu cái chỗ ta đánh dấu. Đánh dấu tại cái điểm bắt đầu của câu lệnh nào đó trong cái chương trình ta. Đấy, đánh dấu. Thì cái lệnh này nó có ba cái toán hạng như này. Đấy. Thì nó sẽ so sánh giá trị trong hành R1 với giá trị trong hành L2. R2 này. Đấy, thứ nhất hành thứ hai. Nếu hai hành này bằng nhau thì nó sẽ nhảy đến cái lệnh này, cái nhãn này. Thì nó sẽ đưa chương trình đến cái nhãn này. Đó. Thì cái nhãn cái lệnh được chỉ định tại cái nhãn này. Đó. Rẽ nhánh ha. Đó. Nhắc lại là cái lệnh ren on echo này. Đó. Nghĩa là nó sẽ so sánh cái giá trị của hai thanh ghi R1 R2 này, register 1 register 2 này. Nếu hai giá trị này bằng nhau thì nó sẽ nhảy đến cái lệnh được chỉ định bởi cái L1. L1. Đây gọi là cái rẽ nhánh nếu bằng ha, rẽ nhánh nếu bằng. Ren on equal, ren if equal này. Đấy. Thì cái này gọi là cái rẽ nhánh có điều kiện. Tức là cái rẽ nhánh khi có điều kiện thỏa mãn, điều kiện. Trong hợp này điều kiện bằng, điều kiện bằng ha. Điều kiện bằng. Đấy. Điều kiện bằng. Thì có một cái vài cái ví dụ về rẽ nhánh điều kiện. Đấy. Thì ren on equal S1, S2, 25. Đấy. Thì nó so sánh, cái lệnh này sẽ so sánh là giá trị của ghi S1 với giá trị ghi S2. Đấy. Nếu hai này bằng nhau thì sẽ nhảy đến cái số 25 này, bạn hình dung là nó sẽ bỏ qua 25 cái lệnh phía sau nó. Nói nôm na là vậy. Nếu giá trị S1, S2 là bằng nhau thì nó sẽ bỏ qua 25 cái lệnh phía sau đó.
Vậy điểm 1, 2, 3, 4 bỏ 35 lệnh. Thế thực hiện cái lệnh thứ 26. Chị Dung ạ. À. Thì ý nghĩa là vậy. À, tuy nhiên nếu mà tôi theo tôi kính công thức á, thì nó như này. À, nếu mà x1 bằng x2 thì nó sẽ bỏ qua 25 cái lệnh. Thì cái cách tính đó là sẽ là BC cộng 4 cộng cho 25 nhân 4 là 100. À, thì cái lệnh nó sẽ nhảy đến là có cái địa chỉ là sẽ BC cộng 4 cộng cho 100. Cái BC là gì? À, BC là cái địa chỉ của thanh ghi của cái chỉ thị hiện tại. À, chỉ thị hiện tại. Rồi ăn counter là cái địa chỉ tại đó lưu cái tại đây thì lưu cái địa chỉ của cái lệnh hiện tại đang thực thi. Hiện tại thực thi. BC cộng 4, BC cộng 4 là cái lệnh phía sau. Render echo phía sau này. Đúng không ạ? Ngoài ra nó có cái gọi là cái ren on not equal, not equal. À, tức là rẽ nhánh nếu không bằng. À, nếu nó không bằng thì này nó sẽ ngược lại ha, ngược lại. À, nếu mà S1 nó khác S2 thì lúc này nó thì rẽ nhánh. À, rẽ nhánh. À, nếu S1 khác S2 thì rẽ nhánh. Ở trên thì nếu S1 bằng S2 thì rẽ nhánh, thì dưới này nó sẽ ngược lại, S1 khác S2 thì rẽ nhánh. Đây, khác S2 rẽ nhánh. Thì ren on not equal. Đấy. Not equal. Ngoài cái thường cái ren cái lệnh nhảy đánh là thường đi kèm với cái lệnh là set on let down, set on let down. Đấy, set on let down. Thì set on let down này sẽ nó có như nào, nó so sánh là cái cú pháp là set on let down S1 S3 ba thanh ghi, ba thanh ghi như vậy, hai ba thanh ghi này thì nó sẽ so sánh S1 với S3 S2 với S3, hai cái hàng này S2 với S3. Nếu mà S2 nhỏ S3 thì nó đặt giá trị của S1 là 1, đặt cái gì một là một. À, ngược lại thì đặt cái gì là không, đặt gì không. À, giả sử S2 là 2, S3 là 3. À, như vậy thì giá trị của S1 sẽ là 1. À, tại vì S2 nhỏ hơn 3. 2 nhỏ hơn 3. Đấy. 2 nhỏ hơn 3 như vậy thì nó sẽ đặt giá trị của S1 sẽ là 1. Giả sử đây là 4 nha. S2 là 4. S3 là 3. Thì 4 có nhỏ hơn 3 không? Không. Như vậy thì đặt giá trị ra không. Đặt chỉ là không. S1 sẽ là không. À, thường thì cái lệnh này sẽ kết hợp với ren on equal này để nó thiết lập cái điều kiện nó nhảy ha. Điều kiện nó nhảy. Thì ở dưới cũng vậy. Cái dưới này cũng tương tự ha. À, cái lệnh này cũng tương tự nhưng mà nó cái U này á thì nó nói lên các cái số đây là cái số không dấu. À, số không dấu. À, có chữ U ở đây á, cái này cũng set on let down nhưng mà nó có thêm chữ U ở đây á. Thì khi có nghĩa là hiểu nó dịch các cái tham số này là các con số không dấu á. À, không dấu ở trên đây là số có dấu. À, số có dấu này thì chú ý là chữ Y á thì là hằng số. À, thì một cái tham số là một hằng số. À, có chữ Y là một hằng số, cũng set on let down nữa nhưng mà nó so sánh với một hằng số, đúng không ạ? À, giả sử trường hợp đây là S2 là 18 đi ha, 18 thì 18 nhỏ hơn 20 như vậy thì đặt S1 sẽ là 1. Thì UI thì là số nguyên không dấu, sẽ là đa số nguyên không dấu và có hằng số. Thì nó có cái tiếp vị ngữ như này. U là số không dấu, Y là hằng số, có hằng số. Thì thường cái set on let down này nó kết hợp với ren on equal hoặc là ren on equal để thực hiện cái lệnh nhảy. Thì biết là cái ren on equal này nó nhảy trong trường hợp bằng không ạ? À? Trường hợp bằng thôi. Ren on equal thì trường hợp nó khác. Giả sử giờ tôi muốn nhảy trong trường hợp nó không bằng thì sao? Nó lớn hơn, nhỏ hơn thì sao đó? Thì làm như nào? Thì nó sẽ kết hợp với set on let down ha. Set on let down. Set on let down. À, ví dụ là nhảy trong điều kiện là nó lớn hơn bằng, muốn tôi cũng nhảy trong điều kiện là lớn hơn bằng.
giả sử tôi muốn là khi mà x không lớn bằng x một thì tôi hiện lệnh nhảy, giả sử như vậy. Đấy. Thì làm thế nào để biểu diễn cái lệnh đó, cái ý nghĩa đó trong cái mip? Đấy. Thì đầu tiên thì tôi biểu diễn như này, ta sẽ đặt là nếu mà x không nhỏ hết một á thì đặt t không sẽ là một, x không một thì đặt t không là một, sẽ lấy đan t không x không một theo là một, theo là một. Giờ nếu mà t không bằng không, t không bằng không, t không bằng không có nghĩa là x không nó lớn hơn bằng x một, đúng không ạ? T không bằng không nghĩa là x không lớn bằng một. Nếu mà t x không nó nhỏ bằng x một thì t không bằng một rồi, đúng không ạ? T không bằng một rồi. Đấy, t không bằng một rồi. Radical như vậy thì ta xét là t không bằng không thì lúc này ta nhảy. Thì cái hai lệnh này sẽ tương ứng với điều kiện là nếu ta nhảy sẽ xong điều kiện là x không lớn bằng x một, x không lớn bằng một, không lớn bằng một, đúng không ạ? Tại vì nếu x không nhỏ hết một á thì t t không sẽ bằng một, t không bằng một, t không bằng một thì nó sẽ điều kiện này sẽ không thỏa, không bằng một, thì lúc này sẽ không nhảy, đúng không ạ? Đấy, tương tự thì bạn có cái là set set on less than với random not equal thì để set trường hợp là nếu mà nó nhỏ hơn, nếu nhỏ hơn, nếu nhỏ hơn thì sẽ khi nhảy, vậy, đúng không ạ? Thì nhắc lại thì randomical và randomical là để nhảy trong trường hợp là bằng hoặc là không bằng, sẽ kết hợp với set on less than để ra xét được là nhảy trong hợp nó lớn hơn nhỏ hơn. Đấy, nó nhỏ hơn, đúng không? Rồi tiếp theo là cái lệnh nhảy không điều kiện. Lệnh này đơn giản nhất, lệnh này không có gì để nói hết, nó chỉ là nhảy đến chỗ nào đó, ví dụ tay đến L1. Lệnh này không có gì để nói hết, lệnh này chúng ta chỉ không có khi nào ta ra gặp, ta gặp thì tại nó đơn giản, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nhảy đến một cái vị trí nào đó, nó không có điều kiện gì cả, không điều kiện đó. Ta xét ví dụ này, ta sẽ nghĩ ha. Xét ví dụ biên dịch cái chuỗi cái điều kiện sau. Nếu mà như cái đoạn mã sau if mà y bằng g thì f sẽ bằng g cộng h, thì ngược lại f bằng g trừ h. Cái trừ h. Nếu mà giá trị y bằng g thì nó có f sẽ bằng g cộng h, mà ngược lại nghĩa là y khác g thì là f bằng g trừ h. Giờ biểu diễn cái chuỗi này nè, cái lệnh này nè sang cái mã assembly như nào. Đấy. Giả sử ta có là đặt cái biến f g h y g vào trong cái thanh ghi là hết 0 đến hết 4, này là hết 0, này là hết 1, này là hết 2, S3, S4, S0, S1, S2, S3, S4. Rồi, ta biểu diễn cái lệnh if này như nào. Đấy. Thì ta biểu diễn như này. Y, G. Y, G. Nếu mà Y nó khác G á, thì ta sẽ tính trừ. Nếu mà Y khác G, thì ta nhảy đến L. Radical nữa. Y, G là S3, S4 ạ. Nếu mà x3 khác x4 thì ta sẽ nhảy đến L. L là tại điểm này. L điểm này. L là cái lệnh sub trừ. Này f bằng g trừ h. Đấy, f bằng g trừ h. Ngược lại, nếu mà nó không có y và bằng g á thì nó không nhảy. Nó không nhảy. Thì lúc này ta thực hiện cái lệnh tiếp theo. Thì cái lệnh này nếu mà không nhảy thì nó sẽ xuống lệnh tiếp theo. Đấy. Tiếp theo sẽ là f sẽ bằng g cộng cộng h. Đấy. G cộng h. Thì sau đó thì nếu mà f bằng g cộng h. Đấy. Thì sau đó thì chúng ta sẽ zoom exit
zip này. Tức là không ta nếu không có zoom exit thì nó sẽ hiện phép trừ đây ha, nó sub luôn. Đấy. Thì khi mà cộng xong đó thì ta sẽ zoom exit, ta sẽ bỏ qua cái lệnh L này, cái sub này, bỏ qua lệnh L này. Đấy. Đúng không? Đó là lệnh L này. Chỗ này có vấn đề không ạ? À, này là y nè, y z nè. À, nếu mà y khác z á thì ta nhảy đến L. L thì ta hiện tính sub trừ f bằng g trừ trừ h. Đấy. Nó ta exit. Đấy. Rồi nếu mà y bằng c thì cái lệnh này sẽ không có nhảy đến L. Không nhảy đến L. Thì nó sẽ không nhảy đến L thì thực hiện cái lệnh tiếp theo là h. H0 x 1 2 tức là f sẽ bằng g cộng h. Bằng g cộng h. Sau cái thúc lệnh này thì ta sẽ zoom exit, tức là ta bỏ qua cái lệnh L. Bỏ lệnh đây này. Đây, bỏ lệnh L này. Nếu anh chị không có zoom exit đây á, thì sau khi xác định lệnh này á, thì nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh này luôn ha. Nếu anh chị không có zoom exit thì nó sẽ tiếp tục thực hiện xuống. Thì nó thực hiện dạng tương tự mà. Lệnh này xong lệnh kia tới lệnh kia. Đấy. Thì nhờ cái lệnh nhảy này thì nó sẽ là bỏ qua, tức là ta thực hiện lệnh định cái vế if này rồi. Đấy. Thì ta sẽ bỏ qua cái vế L ta zoom exit. Zoom exit. Đúng không ạ? Exit. Rồi chỗ này có thắc mắc không? Rồi, còn ví dụ này ha. Thì giả sử ta có cái đoạn mã cái dòng lọc y. Như sau. Y trong khi cell y bằng k thì y cộng cộng. Còn tử số y trong cái mảng cell này bằng k thì hiện y cộng cộng. Tức là trong khi cái giá trị cell y này vẫn tiếp tục bằng k thì ta tăng giá trị của y lên. Đấy. Nếu y bằng k thì tiếp tục tăng lên y cộng cộng. Y bằng y cộng 1 tức là y bằng y cộng 1. Đấy. Y cộng bằng 1 đấy. Đấy. Thì nó viết tắt của tờ y bằng y cộng 1. Đúng không? Y bằng y cộng 1. Tức là tăng giá trị của biến y lên 1 á. Giả định rằng cái y và k tương ứng với thanh ghi H3 và H5. Địa chỉ nền cơ sở của bảng cell luôn trong H6. Đấy. Hồi mã cái mã mép tương ứng với cái đoạn mã trên như nào? Alo. Nghe không ạ? Dạ nghe hả? Rồi thì nó hỏi cái đoạn mã này nó dịch sang cái assembly như nào. Thì nó tính như sao, đầu tiên làm như nào? Thì đầu tiên anh chị phải đọc giá trị của cell y không ạ? Cell y. Cái phần tử thứ y trong cái mảng cell. Thì anh chị phải dùng cái lệnh lệnh lót không ạ? Lệnh lót. Đấy, lót. Anh chị phải dùng cái lệnh lót.
Đấy. Thì đến đó thì anh chị cần phải biết là cái địa chỉ cơ sở của mạng SEO, hoặc SEO thì chính sở là 0.6 6 hoặc 6 6. Rồi cái offset á, thì offset là anh chị là có biến y, thì cái offset chị cần lót sẽ là y x 4, y x 4 nha, 6 sẽ bằng y cộng cho y x 4. Như vậy thì ta phải tính toán được giá trị này, thì đầu tiên là phải y x 4 bằng y x 4, y x 4 thì y sẽ nằm trong x3 không ạ, x3 để thì y x 4 thì đơn giản là chúng ta shift left đẩy về phía bên bên trái 2 bit, thì cái này là y x 4 nè, y x 4 và lưu trong t1, y bằng y nhân lưu trong t1 ha, y x 4 lưu trong t1 đúng không ạ, chỗ này bạn hiểu không ạ, nó shift left x3 là y đó, ba là y, shift left 2 bit, như vậy có nghĩa là lấy y x 4 và lưu trong t1. Sau đó thì nó sẽ cộng với x6, sẽ ra cái địa chỉ nó cần đọc giá trị, cộng với 6 vậy vì t1 cộng với 6 lưu vào trong t1. Như vậy thì lúc này t1 sẽ là cái địa chỉ là 6 cộng cho y cộng với y nhân 4 không ạ, y nhân 4. Như vậy thì load work thì lúc này là t1 thôi, cái offset là không, chúng ta không có cần cộng offset gì cả vì ta cộng đã cộng rồi. Như vậy thì ta lấy x1 tại cái t1 này, lót cái địa chỉ tại t1 này lưu vào t0, thì tức là ta lưu giá trị của cell y vào t0, chữ c vào t0, đấy, y vào t0. Rồi sau đó thì so sánh thôi. Nếu mà cell y nè, tức là t0 nè, khác với k là x5 thì cho thoát exit là nhảy đây ra ngoài exit. Nếu mà cell y là khác với k thì ta dừng vòng lặp thoát. Còn nếu không á thì ta sẽ tính cộng x3 cộng x3 cộng 1, x3 bằng x3 cộng 1, tức là tăng giá trị của biến y lên 1. Rồi sau đó là quay lại lúp lại dịch dung zoom đến lúp là nó quay ngược lại, nó nhảy không chỉ nhảy xuống đâu mà nó nhảy ngược lên thì tạo thành cái dòng lặp, thì đây là cách cài đặt nó dòng lặp trong cái cách máy tính nó hiểu dòng lặp ha. Thì nó sẽ zoom, nó zoom ngược lên hoặc là cái chỗ lúp này, thì làm lại tính toán, thực hiện tính toán lại, đọc có giá trị y mới vào thì nó sẽ tìm để đọc lại giá trị cell y, so sánh với k, nếu mà nó bằng thì nó tiếp tục là nó tăng giá trị của biến y lên và tiếp tục nó quay lại vòng lặp, vòng tròn nó làm lặp như vậy, đến khi nào mà cell y nó khác với k, cell y nó khác k đây nè, cell y nó khác k giá trị của k thì nó sẽ thoát cái vòng lặp, nó zoom to exit, exit thì nó sẽ ngay phía sau định cái zoom lúp này, cho nên nó bỏ qua đây, nó không có lặp lại nữa, exit đúng không ạ, thì đây là cái cách nó cài đặt cái dòng lặp ha, dòng lặp dùng là để nhấn như vậy. Rồi đó là cái nội dung của bài học hôm nay ha, các anh chị xem lại ha, thì có thể là từ sau chúng ta sẽ giải một cái bài tập, chúng ta ôn lại những cái phần ta học tại đây, ta tìm hiểu tại đây, ta ôn tập lại. Rồi nếu không có gì thì ta kết thúc tại đây ha. Xin chào các bạn.